chương 51. Đây là mối tình đầu cảm giác. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 51. Đây là mối tình đầu cảm giác. Liễu trừng tâm mặc xong rồi quần áo, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vốn định lập tức về phòng của mình đi toilet, lại thật sự tò mò, muốn đi xem dương kính thần ở trong phòng tắm mân mê cái gì. Nàng rón ra rón rén mà đi vào phòng tắm cửa, từ hờ khép kẹt cửa xem qua đi, chỉ thấy dương kính thần cao cao vóc dáng lại ngồi ở một cái tiểu tản thượng, hai điều thon dài chân không chỗ sắp đặt, chỉ có thể ủy khuất mà duỗi ở hai bên. Hắn trước mặt phóng một con đại bồn, liễu trừng tâm áo ngủ liền ngâm mình ở bên trong, mà dương kính thần đang ở dùng hắn thon dài đôi tay xoa nắng quần áo, mười cái ngón tay khớp xương bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng, thập phần đẹp. Hắn, cư nhiên ở giúp ta giặt quần áo. Hơn nữa vẫn là tay tẩy. Liễu Trừng Tâm lắp bắp kinh hãi, nội tâm nổi lên gợn sóng. Dương Kính Thần nghe được Liễu Trừng Tâm tiếng lòng, cũng không có dừng lại. Hắn một bên tiếp tục trong tay động tác, một bên không nhanh không chậm mà ngẩng đầu đối nàng nói. Bên người quần áo vẫn là không cần dùng máy giặt, tay tẩy sẽ tương đối sạch sẽ. Liễu Trừng trong lòng ý thức mà nói. Này ta biết, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ giặt quần áo. Kỳ thật nàng nội tâm là suy nghĩ nếu những cái đó theo đuổi quá ngươi nữ sinh biết các nàng cảm nhận trung nam thần cư nhiên cho người khác giặt quần áo không biết lại nên làm gì cảm tưởng luôn luôn cao lãnh nhân thiết chẳng phải nháy mắt sụp đổ dương kính thần nhưng thật ra không để bụng cười nhạt hỏi ngược lại ta vì cái gì không nên sẽ giặt quần áo ngươi cũng biết ta từ nhỏ ăn nhờ ở đậu hết thảy đều yêu cầu tự lực cánh sinh giặt quần áo loại này việc nhỏ lại tính cái gì hơn nữa ta nguyện ý cấp người mình thích giặt quần áo, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Thích người. Ta sao? Liễu Trừng Tâm không cấm trong lòng ấm áp, ngọt ngào mà thầm nghĩ. Dương Kính Thần nhìn nàng nhân thẹn thùng mà hơi hơi nổi lên màu hồng phấn gương mặt, khẽ gật đầu, trả lời nói. Đương nhiên. Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai? Ngươi lại rình coi ta. Hỏi ra này một câu, Liễu Trường Tâm mới hậu tri hậu giác mà ý thức được hôm nay đã là tân một ngày, Dương Kính Thần hoàn toàn không cần lại tuân thủ hôm qua ước định, không đi lắng nghe nàng tiếng lòng. Nàng vừa định lại lần nữa cùng hắn ước pháp tam chương, Dương Kính Thần lại dẫn đầu mở miệng nói. Kỳ thật, ta phát hiện suy đoán suy nghĩ của ngươi cũng rất thú vị, cái loại này sờ không được đầu óc cảm giác làm người đã khẩn trương lại thực hưng phấn, này đại khái chính là rất nhiều người theo như lời mối tình đầu cảm giác đi. Liễu Trừng tâm lòng có chút mở rộng tầm mắt, hóa ra phía trước bọn họ yêu nhau 5 năm, hắn cư nhiên liền luyến ái là cái gì cảm giác cũng không biết. Khi nàng này 5 năm thời gian cùng thiệt tình chẳng phải là đều uy cẩu. Dương Kính Thần, ngươi. Liễu Trừng tâm lòng giả kết, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng lại có thể lấy cái gì lập trường chỉ trích hắn chưa từng trả giá thiệt tình. Bạn gái cũ như vậy chẳng phải là bại lộ chính mình đối hắn vẫn như cũ vô pháp tự kềm chế để ý. Kỳ thật nàng đã quên, nàng tâm tư lại làm sao giấu đến quá dương kính thần kia không chỗ không ở thuộc độc tâm. Trừng tâm, ngươi hiểu lầm, cũng không phải nói ta không có từng yêu ngươi, chẳng qua, ta đối với ngươi ái đều không phải là đơn giản tâm động, mà là một loại khác giống dọc nước thạch xuyên như vậy khắc sâu tình cảm. Có lẽ ngươi hiện tại còn không rõ, nhưng là một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu. Dương Kính Thần bỗng nhiên nghiêm túc mà nhìn nàng, giải thích nói. Liễu Trừng Tâm xác thật không hiểu, trong lòng chỉ nghĩ, nói cái gì khắc sâu tình cảm, không có lúc ban đầu tâm động lại nói gì khắc sâu. Chẳng lẽ bởi vì ngươi có thuộc độc tâm, liền có thể cùng người khác bất đồng. Nhưng mà, tuy Minh Bạch nàng nghi hoặc, Dương Kính Thần lại không cách nào lập tức ban cho giải đáp. Bởi vì, hắn ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, không đến hết thảy chân tướng đại bạch ngày đó hắn căn bản không có biện pháp làm nàng minh bạch chính mình khổ trung. Hai người nhìn nhau không nói gì, cách nửa cái phòng tắm khoảng cách thật lâu nhìn nhau, mãi cho đến Liễu Trừng Tâm bàn quan lại lần nữa phát ra cảnh cáo, khiến cho nàng không thể không kẹp chặt hai chân, một đường chạy chậm về tới chính mình phòng. Ngồi ở trên bồn cầu vui sướng tràn trề một phen, Liễu Trừng Tâm đi ra toilet, lúc này mới chú ý tới chính mình công chúa giường đã bị tiểu nhị ha, lão bản nương thấp bá chiếm tối hôm qua nàng làm nó ngủ ở dưới chân, ai ngờ nàng mới vừa vừa đi dương kính thần kia phòng nó liền tỉnh, trực tiếp nhảy đến nàng gối đầu thượng ngủ say, đến đây khắc còn chưa tỉnh lại. Liễu Trừng Tâm đi qua đi bò lên trên giường, trực tiếp đem mặt chôn ở, lão bản nương thật dày mềm mại mau. Bỗng nhiên bị một cái trọng vật ngăn chặn, lão bản nương sợ tới mức đánh cái giật mình liền tỉnh. Nó quay đầu lại xoắn cổ nỗ lực muốn nhìn thanh là ai dám can đảm quấy nó thanh mộng, lại bị liễu trừng tâm ép tới gắt gao, không thể động đậy. Tiểu cẩu vì thế buồn bực lại vô tội mà từ trong cổ họng phát ra rầm rì tiếng kêu, tự hồ muốn nói. Ngươi làm gì khi dễ cẩu? Chạy nhanh, buông ra tiểu gia. Lão bản nương, đừng nhúc nhích, làm ta chôn trong chốc lát, liền trong chốc lát, liễu trừng tâm tựa ở khẩn cầu tiểu cẩu, nhưng mà kỳ thật lại là ở phát tiết không chỗ sắp đặt mỏi mệt. Nàng mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, cả người bởi vì cảm mạo mà lên men phát đau, trong lòng cũng bị dương kính thần khiến cho tắc nghẽn bất kham. Tách ra sau này một năm, rõ ràng đều đã sắp phai nhạt từ trước đủ loại, nhưng hắn vì cái gì còn muốn đột nhiên lần thứ hai xuất hiện, lấy một cái cứu vớt giả tư thái, mạnh mẽ tham gia nàng sinh hoạt, đem nàng vốn nên khép lại tâm sinh sôi xé mở một đạo vết nứt. Liễu trừng tâm, ngươi vì cái gì như vậy không biết cố gắng? Vì cái gì chính là không thể đối hắn tiêu tan? nàng nước mắt lăn xuống ở lão bản nương lông xù xù trên sóng lưng thực lạnh kích thích đến tiểu cẩu thân mình co rụt lại lão bản nương quay đầu lại nhìn phía liễu trường tâm phát hiện nàng khóc vì thế không hề giải giụa ngược lại nghi hoặc mà thấp thấp nức nở một tiếng làm như đang hỏi ngươi làm sao vậy a à? đồng thời còn vương đầu lưỡi nhỏ bắt đầu liếm láp nàng vòng lấy chính mình thân mình tay liễu trường tâm nháy mắt động dung nội tâm giống biến thành một mảnh đám mây mềm mại, cơ hồ dùng hết toàn lực mà ôm sát, lão bản nương, nho nhỏ thân mình, tham lam mà mút vào nó trên người tiểu cẩu độc hữu nải mùi hương nhi. Lão bản nương, ngươi như thế nào tốt như vậy? Cái kia xú dương kính thần, nếu có ngươi một nửa thiện giải nhân ý thì tốt rồi. Liễu trừng tâm đem mặt chôn ở, lão bản nương, bối mau trung qua lại cọ, hưởng thụ đến từ tiểu cẩu chữa khỏi lực lượng. Lão bản nương nghe được chủ tử khen ngợi chính mình, đầu lưỡi nhỏ liếm đến càng thêm hăng say, phát ra có tiết tấu cảm, xoạch, thanh, làm người nghe thập phần muốn ngủ. Đại khái là bởi vì cảm mạo còn không có hảo, tối hôm qua lại lăn lộn nửa đêm, liễu trừng tâm cứ như vậy ôm, lão bản nương, ngủ rồi. Dương kính thần tẩy xong rồi quần áo, tưởng bắt được liễu trừng trái tim giang sân phơi thượng phơi nắng, tiếng phòng lại phát hiện nàng cư nhiên lại ngủ, hơn nữa vẫn là ghé vào mép giường, nửa cái thân mình ở trên giường, nửa cái thân mình quỳ gối trước giường trên sàn nhà. Hồ nháo. Dương kính thần sủng nịch mà lẩm bẩm một câu, đây là không nghĩ hết bệnh rồi. Nói, hắn đem nàng ôm lên, cùng sử dụng ánh mắt nhìn quét một chút không biết điều mà ăn vạ nơi đó, lão bản nương. Cảm nhận được đến từ đại bốt uy hiếp, lão bản nương chạy nhanh đào tẩu. Dương kính thần lúc này mới có thể đem liễu trường tâm đặt ở trên giường, cho nàng cái hảo chăng lại giơ tay đi sờ cái trán của nàng, quả nhiên, lại thiêu cháy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Tối hôm qua đã xem trống trơn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 52 Tối hôm qua đã xem trống trơn liễu trừng tâm lại lần nữa mở to mắt là bị sầu riêng tô hương vị dụ hoặc tỉnh, trận mắt vừa thấy, nguyên lai like là dương kính thần liền ở vừa mới, hắn đính điểm tâm sáng vừa đến, liền lấy tới lầu hai liễu trừng tâm phòng ngủ, lập tức mở ra nàng yêu nhất sầu riêng tô, đặt ở nàng tiểu xảo cái mũi phía dưới, làm kia nồng đậm hương vị đánh sâu vào nàng nhũ đầu. Liễu trừng tâm nhìn gần trong gan tất, vàng nhạc xốp giòn thả phím mê người ánh sáng mỹ thực, lại xứng với dương kính thần kia một trương không chê vào đâu được khuôn mặt tuấn tú, nghĩ thầm. Này quả thực chính là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ cảnh tượng A, sáng sớm mở to mắt, liền có soái ca đưa lên mỹ thực, cấp làm thần tiên cũng không đổi a, à, mỹ thực sắc đẹp trước mặt, liễu trừng tâm không chút nào ngoại lệ địa tâm đầu một ngọt, lười biến mà nheo lại đôi mắt, há mồm liền phải ở sầu riêng tô thượng cắn một ngụm. Nhưng mà, dương kính thần tay chợt về phía sau trốn rồi một chút, nàng liền phát cái không, không nghiêng không lệch mà ngã vào trên vai hắn. Liễu trừng tâm lập tức đứng dậy, một bên vĩnh lên miệng, một bên bất mãn mà lẩm bẩm nói. Rốt cuộc có để ăn nha dương kính thần lại lắc lắc đầu đem sầu riêng tô thả lại hộp một lần nữa bưng lên một chén cháo nói quá dầu mỡ trong chốc lát lại ăn uống trước cháo lót lót bụng liễu trừng tâm mang theo giày đặt giọng mũi có chút ngây thơ mà phát biểu bất mãn không cho ăn vậy ngươi làm gì lấy ra tới dụ hoặc ta dương kính thần cười nhạt đưa một muỗng cháo đến miệng nàng biên chế nhạo nói không như vậy ngươi cái này tiểu đồ lười có thể như vậy thống khoái mà rời giường sao? Đến lúc đó lại cùng ta cáo kỉnh, ta nhưng ăn không tiêu. Liễu trừng tâm ngây thơ mà nháy cặp kia ngập nước lột mắt, thuận theo mà uống một ngụm cháo, lập tức không có tính tình, này cháo cũng uống quá ngon đi. Nhìn qua vô cùng đơn giản cháo trắng, mặt ngoài phù tô màu trạch nhạt nhẽo, bánh bạch trong sáng điêu cá phiến, bên cạnh nhìn như thực tùy ý mà rơi rụng vài giờ hành thái, thật giống như hành lá quái đậu hũ giống nhau rõ ràng. Nhưng là, như vậy bình thường cản thức cháo cá lát, uống thượng một ngụm lại là dư vị vô cùng, hàm ở trong miệng phương giác hương vị trình tự thực phong phú, có thể muốn gặp chế biến thức ăn thời điểm khẳng định gia nhập không ít gia vị liêu, ngao nấu hỏa hậu cũng tất nhiên trải qua dày công tính toán, mỗi một viên gạo đều mềm mại đến gãi đúng chỗ ngứa, mà không có bởi vì quá phận nấu phí trở nên mất đi nguyên hình. Cá phiến hoạt nộn, cháo miên ngọt, thủy hành thanh hương, như vậy đang chéo hương vị hoàn toàn đánh thức liễu trừng tâm bởi vì cảm mạo mà ngủ say nhũ đầu, khiến nàng ngón trỏ đại đồng, tiếp nhận chén tới một ngụm tiếp một ngụm, ăn đến mùi ngon. Cái gì cấp? Lại không ai cùng ngươi đoạt. Dương kính thần thấy liễu trừng tâm kia phó tiểu cậu ăn ngấu nghiến ăn tướng, không cấm sủng nịch mà cười nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, tiểu nhị ha, lão bản nương liền tới đương trường vả mặt nó đôi mắt màu xanh băng lóe khát vọng, lay dương kính thần đầu gối, phát ra ngao ô ngao ô vài tiếng sói tru, phản phất đang nói. Ai nói không ai đoạt. Tiểu gia cũng không ăn cơm sáng đâu, cái gì thần tiên rụt rè, cho ta cũng tới một ngụm. Dương kính thần xoa xoa, lão bản nương đầu, đối nó nói. Không thấy được, mommy còn chưa đủ ăn sao. Đừng nóng vội, chờ một chút, đắt đi, liền uy ngươi cẩu lương nghe được Dương Kính Thần lại lần nữa nói lên, đắt đi, cùng, mommy, này hai cái từ, liễu trừng tâm không cẩn thận sặc một chút, gạo từ trong lỗ mũi phun tới, lệnh nàng ho khan không ngừng. Dương Kính Thần chạy nhanh giúp nàng chụp bối, còn dường như không có việc gì mà khuyên nhủ. Chậm một chút a, à, đều nói đừng nóng vội, tiểu cậu cũng sẽ không thật sự cùng ngươi đoạt thực, ta đây liền đi uy nó. Nói xong, hắn đứng lên, khó được không ổn trọng mà đi phía trước chạy chậm hai bước, tiếp đón lão bản nương cùng hắn cùng đi sân phơi. Liễu trừng tâm hảo không dễ dàng thuận quá khí tới, nhìn dương kính thần cùng lão bản nương kia một người một cậu nhảy bắn đi tìm cậu lương hình ảnh, trong lòng không cấm toát ra tới một cái cực kỳ văn nghệ từ ngữ. Năm tháng tỉnh hảo. Di nha, như thế nào đột nhiên như vậy làm ra vẻ. Lại không phải Mary Sue tiểu thuyết nữ chủ, loạn túng cái gì toan từ. Liễu trừng tâm vô tình mà phun tào chính mình một phen, sau đó duỗi trường cổ liếc hướng sân phơi, xác định dương kính thần là đưa lưng về phía nàng, lập tức lặng lẽ đem củ sen giống nhau cánh tay duỗi hướng về phía trang sầu riêng tô hộp, nhanh chóng từ giữa lấy ra một viên nhét vào trong miệng. Vào miệng là tan tô da, ngọt nhu mềm mại quả nhân, sầu riêng đặc thù hương vị ở trong miệng tảng mở ra, mang đến vô cùng hạnh phúc hồi cam. Ăn ngon. Liễu trừng tâm thỏa mãn mà cảm thán, lại cầm một viên. Nhưng mà, đương nàng ngẩng đầu, chính hé miệng muốn ăn thời điểm, liền nhìn đến dương kính thần đã hướng nàng phóng tới một đạo cảnh cáo ánh mắt. Không xong, bị phát hiện. Liễu trừng tâm thè lưỡi, quán trách chính mình. Ăn liền ăn, trong đầu làm gì nếu muốn ra tiếng tới. Không biết hắn có thể nghe được đến sao. Thật là, có cái sẽ thuộc độc tâm lão bản ở bên cạnh, cái gì chuyện xấu đều đừng nghĩ làm thành, thảm. Nhưng là, không nghĩ tới cảnh cáo về cảnh cáo, Dương Kính Thần cũng cũng không có ngăn cản Liễu Trừng Tâm tiếp tục ăn ý tứ, này đối nàng tới nói quả thực xem như lớn nhất sủng nịch. Cho nên, Liễu Trừng Tâm và Mật Tử cũng lớn lên, lại động thủ mở ra mặt khác mấy cái cái hộp nhỏ, bên trong tất cả đều là đủ loại quản thức điểm tâm, mỗi giống nhau đều tinh xảo đến không được, phi thường câu nhân ăn uống. Nàng lập tức đã quên chính mình còn bệnh chuyện này, rộng mở ăn lên. Dương Kính Thần cấp, lão bản nương, đổ một tiểu bồn cẩu lương, cười tủm tỉm mà nhìn nó ăn một trận, liền lại quay trở về trong phòng, lại phát hiện chính mình đến sớm một chút đã mau bị càng quét không còn, không cấm giật mình hỏi. Liễu Trừng Tâm, ngươi xác định không phải bởi vì không nghĩ cho ta làm bữa sáng cho nên ở trang bệnh. Ngươi này ăn uống, thật đúng là không phải giống nhau hảo a. À? Liễu Trừng Tâm vừa mới ăn xong cuối cùng một con sủi cảo tôm hoàng, cổ khởi hai má bên trong toàn là tươi ngon tôm thịt thoạt nhìn tựa như một con trữ tồn lương thực ham sơ a à, dương kính thần nhịn không được cười ra tiếng tới cảm thấy trước mắt nữ hài không gì sánh kịp mà đáng yêu tựa như thái dương hoa giống nhau cười cái gì liễu trừng tâm miệng mơ hồ không rõ mà oán trách nói dùng cặp kia đẹp lộc mắt nhẹ nhàng liếc dương kính thần hai hạ lập lòe lông mi chợt cao chật thấp lại có loại nói không nên lời mị thái dương kính thần trong lòng không khỏi rung động nhớ tới tối hôm qua giúp nàng cởi quần áo thời điểm. Nàng làn da thực hảo, toàn thân tuyết trắng, tuy rằng thể trọng không tính trầm, dáng người lại không phải cốt cảm cái loại này, tương phản, có chút châu tròn ngọc sáng no đủ, lệnh người thích. Trước ngực những cái đó phập phòng đặc biệt mê người, làm hắn cơ hồ không dời mắt được, nhưng hắn nỗ lực nhắc nhở chính mình, còn không phải trầm luân thời điểm. Ông nàng tiến bồn tắm thời điểm, nàng liền như vậy xích quả quả mà nằm ở hắn trong lòng ngực da thịt xúc cảm trơn trượt đến giống tơ lụa, làm hắn bụng nhỏ dưới như hỏa trung thiêu, trong cổ họng làm làm ngứa mà, không thể không mất máy hầu kết, nuốt xuống nước miếng tới ngăn ngứa. Nhưng mà, phí công. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nàng một người ném ở bồn tắm, một mình đi xuống lầu làm chuyện khác tới phân tán lực chú ý, chính là nàng bạch đến lóa mắt thân thể vẫn là giống câu nhân hồn phách yêu tinh giống nhau, liên tục không ngừng ở hắn trước mắt đông đưa. Bao gồm giờ phút này, chỉ cần vừa nhớ tới nàng tốt đẹp thân thể, hắn trong lòng kia đoàn hỏa liền lại thiêu đốt lên, thế nào đều tưới không tắt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Có phải hay không tưởng đem ta ăn? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 53 Có phải hay không tưởng đem ta ăn? Liễu Trừng Tâm nhận thấy được dương kính thần khác thường, trong lòng kỳ quái mà tưởng. Hắn làm gì như vậy nhìn ta? Có phải hay không ta chưa cho hắn lưu bữa sáng, hắn liền tưởng đem ta cấp ăn. Giờ phút này Dương Kính Thần, thật đúng là tưởng đem Liễu Trừng Tâm cấp ăn đi xuống, nhưng tuyệt đối không phải nàng tưởng cái loại này đơn thuần ăn. Tối hôm qua đã nỗ lực khắc chế tâm hỏa giờ phút này không biết sao thiêu đến càng vượng, đặc biệt là nghe được nàng trong lòng tưởng cái này tăng tự, cơ hồ làm hắn cầm giữ không được. Nhưng là, dương kính thần dù sao cũng là cái thật, cấm dục hệ nam nhân, cùng ngôn tình tiểu thuyết những cái đó mặt ngoài lãnh đạm, sau lưng lại làm nữ nhân khép không được chân các nam chính không phải đều giống nhau. Hắn có thể vô hạn trêu chọc liễu trừng tâm, đậu đến mặt nàng hồng tâm nhảy, nhưng là hắn sẽ không dễ dàng chạm vào nàng, liền tính lại tưởng cũng không được. Bởi vì, hắn không nghĩ làm nàng hối hận. Cũng may, nhiều năm như vậy tới, hắn trước sau cẩn thận độ nhật, đã sớm học được đem chính mình suy nghĩ sở cầu toàn bộ ẩn nấp lên, bởi vì chỉ có để cho người khác nhìn không ra ngươi muốn đồ vật, mới có thể xuất kỳ bất ý mà tiếp cận mục tiêu, một kích tất trung. Hắn muốn, chính là một kích tất trung. Niệm cập tại đây, Dương Kính Thần theo bản năng mà Thanh Thanh đã nghẹn thanh giọng nói, ném xuống một câu, ta đi ra ngoài một chút, đãi ở nhà không được chạy loạn, liền rời đi, hắn cần thiết đi ra ngoài, cách nàng xa xa, như vậy mới có thể tiêu hỏa. Liễu Trừng Tâm tham nghĩ thầm không rõ Dương Kính Thần đột nhiên đây là làm sao vậy, cũng lười đến nhập tưởng, liền ngồi ở trên giường ôm, lão bản nương đã phát một lát ngốc, sau đó đã bị thẩm điềm điện thoại cấp lôi trở lại hiện thực. Tâm Tâm, ta tưởng ngươi, học trưởng gia địa chỉ cho ta, ta qua đi xem ngươi. Điềm Điềm, ta, Liễu Trừng Tâm hơi chút có chút do dự, bởi vì nàng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, ở tại Dương Kính Thần trong nhà, không hỏi qua hắn cứ như vậy tùy tiện làm thẩm điềm lại đây có phải hay không không tốt lắm. Tối hôm qua lăng hàm tới thời điểm nàng liền không có làm nàng vào nhà, mà là hai người đi ra ngoài liêu. Hôm nay nàng phát ra thiêu, thật sự không thể lại cùng thẩm điềm đi ra ngoài. Hơn nữa, dương kính thần rõ ràng không thích thẩm điềm, nếu biết nàng làm thẩm điềm đến nhà hắn tới, nói không chừng sẽ sinh khí đâu. Lại chính là, khoảng cách lần trước gặp mặt còn không đến 24 tiếng đồng hồ, tuy rằng liễu trừng tâm cùng thẩm điềm là hảo khuê mật, nhưng nàng như vậy đột ngột mà nói muốn nàng cũng không tránh khỏi có điểm giả, lệnh người không thể không hoài nghi nàng có cái gì khác động cơ. Điện thoại một khắc đầu, thẩm điềm đã sớm mở ra loa, trong tay cầm giấy cùng bút, một bên chờ ký lục dương kính thần gia địa chỉ, một bên thưởng thức chính mình trên tay mới làm móng tay. Thấy liễu trừng tâm ấp úng, thẩm điềm không vui mà oán trách nói. Như thế nào, cùng học trưởng ở chung làm ngươi vui đến quên cả trời đất. Liền hảo tỉ muội mặt đều không nghĩ thấy a. À. Nếu giờ phút này liễu trừng tâm đứng ở thẩm điềm trước mặt, nhất định sẽ từ nàng trừng mắt mắt lạnh biểu tình trung ngửi được nồng đậm giấm vị. Nhưng mà, cách hai cái màn hình di động, liễu trừng tâm còn tưởng rằng thẩm điềm là cảm thấy chính mình không nghĩ thấy nàng mà ở trêu chọc, căn bản không có nghĩ tới nàng là ở ghen ghét chính mình ở tại dương kính thần gia. Xú điềm điềm, nói bậy cái gì? Nhân gia bị bệnh, nằm ở trên giường khởi không tới đâu." Liễu Trừng Tâm đô miệng làm nũng nói. Thẩm Điềm sửng sốt, có điểm vui sướng khi người gặp họa, nhưng là nàng lập tức lại ra vẻ bác quái hỏi. "Nga, kia học trưởng có phải hay không đang ở cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ngươi đâu?" Liễu Trừng Tâm lập tức nhớ tới từ tối hôm qua đến bây giờ Dương Kính Thần đối nàng chiếu cố. Cởi sạch nàng quần áo, đem nàng ném ở nhất sợ hãi bồn tắm này tính cái gì chiếu cố sao chẳng lẽ không phải cố ý chiếm nàng tiện nghi hôm nay bữa sáng nhưng thật ra còn hành mua đều là nàng thích ăn đồ vật duy nhất không đủ là ngại nàng ăn đến nhiều nhưng hiện tại này lại là như thế nào cái tình huống không biết vì người nào lại đột nhiên đi rồi đem chính nàng ném ở nhà này thật là một lời khó nói hết nàng đơn giản đối thẩm điềm đơn giản nói Hắn có việc đi ra ngoài, ta chính mình ở nhà. Thẩm Điềm hơi chút có chút mất mát, bởi vì biết chính mình hiện tại qua đi cũng nhìn không tới Dương Kính Thần, bất quá nàng lại có điểm mừng thầm. A, à, Liễu Trừng Tâm, xem ra học trưởng cũng không có nhiều thích ngươi a, à, ngươi đều sinh bệnh, hắn lại đem ngươi ném ở nhà mặc kệ. Hừ, xứng đáng. Trong lòng thống khoái, Thẩm Điềm âm điệu rõ ràng hòa hoãn chút, không giống vừa rồi như vậy hùng hổ dọa người nàng làm bộ quan tâm liễu trường tâm thầm nghĩ nhà ta tâm tâm như thế nào như vậy đáng thương a à, uống thuốc đi không có học trưởng cũng thật là liền tính là cấp dưới sinh bệnh cũng nên quan tâm một chút liền như vậy ném xuống ngươi mặc kệ hắn thật đúng là máu lạnh máu lạnh liễu trường tâm lòng đang trong lòng lặp lại một chút thẩm điểm dùng từ đúng vậy hắn nếu không phải động vật máu lạnh lại như thế nào sẽ nói ra tôn tiểu thư sự tình ta nhất thời vô pháp cùng ngươi giải thích rõ ràng loại này lời nói. Ta muốn không phải giải thích là thái độ A, à, tâm tâm, ngươi có ở đây không nghe. Ta hiện tại liền qua đi xem ngươi, còn không có ăn cơm sáng đi. Cho ngươi mang bảo nhớ nước đậu xanh nhi cùng tiêu vòng thế nào. Thẩm điềm ở điện thoại kia đầu lo chính mình nói. Liễu Trừng Tâm vừa định nói cho chính nàng đã ăn qua cơm sáng, hơn nữa, nói như thế nào đâu, ăn đến quá no rồi, thế cho nên nghe được luôn luôn thích nước đậu xanh nhi cùng tiêu vòng đều không có hứng thú. Nhưng là, thẩm điểm bên kia giống như tín hiệu không tốt lắm, nghe nàng nói câu địa chỉ chia ta liền cắt đứt quan hệ. Không có biện pháp. Liễu Trường Tâm đành phải đem dương kính thần gia địa chỉ uy chát cho thẩm điềm, lại gọi điện thoại nói cho tiểu khu cửa bảo an chính mình có bằng hữu muốn tới, chờ lát nữa phóng nàng tiến vào. Ai ngờ, Điện thoại mới vừa một lượt hạ, dương kính thần thế nhưng đã trở lại. Vừa rồi hắn căn bản không có đi xa, chỉ là thay đổi vận động phục ở trong tiểu khu chạy sẽ bước. Mấy năm nay, hắn trước sau kiên trì chạy bộ thói quen. Chỉ có chạy bộ có thể làm hắn nội tâm khó được mà cảm nhận được yên lặng, tạm thời không thèm nghĩ những cái đó phẫn quốc bất bình sự tình. Ở cửa đã nghe được liễu trừng tâm cấp bảo an gọi điện thoại dương kính thần nhíu mày hỏi ngươi cái gì bằng hữu muốn tới? Sẽ không lại là cái kia lăng hàm đi. Liễu Trừng Tâm trong lòng biết nói Dương Kính Thần cùng lăng hàm vừa thấy mặt liền véo, cho nhau nhìn không thuận mắt, vốn dĩ loại chuyện này nàng không nên quản, nhưng nàng chính là hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa bình, liền hỏi. Dương Kính Thần, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, lần sau gặp mặt ngươi có thể hay không không cùng lăng lăng cãi nhau. Dương Kính Thần mày kiếm chọn chọn, hỏi ngược lại lời này ngươi như thế nào không hỏi xem nàng. Ta là không ngại ngươi cùng nàng quan hệ thân mật, nhưng là nàng lại giống như không chấp nhận được ta tiếp cận ngươi. Liễu Trừng nghĩ thầm tưởng, giống như cũng là, không thể toàn quái dương kính thần, lăng hàm đôi khi đối chính mình quá mức bảo hộ, cho nên khiến cho trong gà hóa quốc chút. Hảo đi, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói, rốt cuộc ngươi hiện tại là ta lão bản. Bất quá, chờ lát nữa không phải nàng muốn tới. Cái kia, là điềm điềm biết ta bị bệnh, cho nên muốn đến xem ta, được không? Liễu Trừng Tâm dùng cặp kia ước dầm về đôi mắt thấp thấp mà nhìn Dương Kính Thần, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi dò hỏi, làm Dương Kính Thần nhìn không đành lòng cự tuyệt. Hắn giơ tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đáp ứng nói. Hảo đi, dù sao ta buổi sáng muốn đi phòng khám một chuyến, khiến cho nàng bồi ngươi trong chốc lát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Loại đồ vật này không được vào nhà. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 54 Loại đồ vật này không được vào nhà dương kính thần kỳ thật đoán được, thẩm điềm mới sẽ không như vậy hảo tâm tới xem liễu trừng tâm, nàng tám phần là tưởng ngẫu nhiên gặp được chính mình. Nói thật, Dương kính thần đối thẩm điềm loại này ném không xong, cục tẩy đường, không phải giống nhau mà phiền chán. Nếu nàng đơn thuần một chút, có lẽ cũng không như vậy chán ghét, nhưng nàng luôn là ra vẻ thiên chân, cố tình học liễu trừng tâm trên người sinh ra đã có sẵn kia cổ ngốc manh kính nhi, rồi lại bởi vì trong xương cốt lộ ra khôn khéo, làm người cảm giác có điểm bắt chước bừa, chẳng ra cái gì cả. Càng quan trọng là, nàng đối liễu trừng tâm ghen ghét, còn có kia không chỗ không ở tính kế, đều lệnh dương kính thần ghê tẩm tới rồi cực điểm, một khắc đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Kỳ thật, hắn không có ý thức được, Đối thẩm Điềm chán ghét, cũng có một bộ phận là xuất từ đối đồng dạng tính kế người khác chính mình chán ghét. Vì bất hòa thẩm Điềm đánh cái đối mặt, Dương Kính Thần lập tức đi thay quần áo, chuẩn bị sớm một chút đi. Liễu Trừng Tâm lúc này cảm giác không như vậy khó chịu, vì thế lên đơn giản rửa mặt một phen, sau đó mang theo lão bản nương đến dưới lầu phòng khách đi chờ thẩm Điềm. Dương Kính Thần mặt chỉnh tề xuống lầu thời điểm, vừa vặn chuông cửa vang lên, hắn thoáng chốc mày nhíu lại, dừng bước dùng ánh mắt ý bảo Liễu Trừng Tâm đi mở cửa. Liễu Trừng Tâm lười nhát mà tưởng. Ngươi không phải vừa vặn muốn đi ra ngoài sao, làm gì không trực tiếp qua đi khai. Dương Kính Thần nghe được nàng trộn phung tàu chính mình, lập tức phóng lại đây một cái nghiêm khắc ánh mắt. Liễu Trừng Tâm cảm thấy cổ chợt lạnh, chỉ phải cực không tình nguyện mà từ trên sofa đứng dậy đi mở cửa, Tâm nói. Ai, bốt chỉ thị, mặt dám không từ, ai kêu nhân gia là lão bản đâu môn mở ra, thẩm điềm trong tay sách theo hai cái thực phẩm túi đứng ở nơi đó, nhìn thấy liễu trừng tâm liền cử lên, cũng làm bộ thực quan tâm mà nói. Tâm tâm, ngươi hảo điểm không có. Xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Một cổ nùng liệt xú vị xông vào mũi, liễu trừng tâm nháy mắt biết thẩm điềm mang theo cái gì, ăn vặt phố tạc đậu hủ thúi. Thứ gì? Dương kính thần bỗng nhiên xuất hiện ở liễu trừng tâm phía sau, thon dài ngón tay che ở cái mũi phía dưới, mày đều ninh thành bánh qua chèo, nhưng gương mặt kia lại vẫn như củ phi thường đẹp, lệnh nhân đố kỵ mà đẹp. Thẩm điềm không nghĩ tới dương kính thần cư nhiên ở nhà, lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, liễu trừng tâm nói hắn đi ra ngoài, cho nên thẩm điềm mới cố ý mua đậu hũ thúi cấp liễu trừng tâm, bởi vì nàng biết dương kính thần đặc biệt chán ghét thứ này hương vị, trước kia hắn cùng liễu trừng lòng đang cùng nhau thời điểm liền không thích nàng ăn cái này. Hơn nữa, lần này nàng cố ý chọn ăn vặt trên đường hương vị nhất hướng kia gia mua, lại xứng với đồng dạng hương vị chẳng ra gì nước đậu xanh nhi, khi toan sản, quả thực không cách nào hình dung. Thẩm cục cưng đã sớm tính toán hảo, dương kính thần cái mũi thực mẫn cảm, liền tính là hắn trở về thời điểm trong phòng chỉ còn còn sót lại hương vị, cũng nhất định có thể bị hắn ngửi được, đến lúc đó không thiếu được két bỏ liễu trừng tâm. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải dương kính thần ở nhà, cho hắn biết đồ vật là nàng mua, này không phải rõ ràng chọc hắn chán ghét sao. Học, học trưởng hảo. Thẩm điềm nói lắp một chút, nhưng là thực mau khôi phục xảo lưỡi như hoàng bản tính, nháy, vô tội, đôi mắt nói. Ta nghe nói tâm tâm bệnh, nghĩ nàng đại khái không ăn bữa sáng, liền mua nàng thích nhất này đó. Kỳ thật ta cũng không thích đậu hũ thúi A, nước đậu xanh như gì đó, quá mùi vị. Chính là không có biện pháp, ai kêu tâm tâm thích đâu, nàng lại bị bệnh, làm khuê mật dù sao cũng phải sủng điểm nhi, có phải hay không? Dương kính thần lạnh mặt cười một chút, chế nhạo hương vị quả thực không cần quá rõ ràng. Hắn là biết đến, liễu trừng tâm buổi sáng ăn nhiều như vậy, khẳng định không phải là nàng làm thẩm điềm mua, nàng phỏng chừng cũng ăn không vô, liền vương một cái tay khác, chỉ vào ngoài cửa cố ý nói. Muốn ăn đi ra ngoài ăn, loại đồ vật này không được vào nhà. Này, thẩm điềm không nghĩ tới dương kính thần sẽ trực tiếp tức giận đến đuổi người, có chút bỉ khuất mà đứng ở cửa, trong mắt chuyển động, nói. Tâm tâm, vừa rồi ta cùng ngươi nói cho ngươi mang nước đậu xanh nhi thời điểm, ngươi như thế nào cũng không nói cho ta học trưởng không được ngươi ở nhà hắn ăn cái này nha. Hiện tại làm sao bây giờ? Liễu Trừng Tâm chạy nhanh giải thích nói. Khẳng định là lúc ấy di động tín hiệu không tốt, ngươi không nghe được ta nói đã ăn qua bữa sáng đều do ta, cho ngươi phát quy chắc thời điểm nói thêm câu nữa thì tốt rồi. Thẩm điềm nghe nàng nói như vậy, lập tức có lý không tha người mà ủy khuất nói. Khi nhiều như vậy đồ vật, đều bạch mua. Ta chính là vì ngươi cố ý chạy tới ăn vặt phố A, ngươi xem, đi ngang qua góc đường thời điểm, chân còn bị bán bánh rán giò cháo quẩy xe cắt qua đâu. Nói, nàng đề ra đề góc váy, cố ý lộ ra tinh tế bạch bạch một đoạn cẳng chân, làm dương kính thần nhìn đến không thể không nói thẩm điềm chân là thật sự mỹ đặc biệt cẳng chân cốt cảm đến một tay có thể ôm hết là rất nhiều nữ sinh cực kỳ hâm mộ không thôi tồn tại càng là chính nàng nhất lấy làm tự hào địa phương nhưng mà dương kính thần liếc đều lười đến liếc nàng liếc mắt một cái trực tiếp từ bên người nàng đi qua hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại thậm chí còn có chút két bỏ giờ phút này trên người nàng quanh quẩn đậu hủ thúi khí vị hơn nửa lạnh như băng mà ném xuống một câu Ta trở về thời điểm không nghĩ lại ngửi được loại này hương vị. Liễu trừng lòng đang dương kính thần phía sau lặng lẽ khoa tay múa chân hai hạ, làm một cái le lưỡi mặt quỷ, sau đó đối thẩm điềm xin lỗi mà nói. Thân ái, thực xin lỗi, đều do ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Ta liền biết, ngươi đối ta tốt nhất, khi nào đều nghĩ ta. Nhưng hắn nói, nàng chỉ chỉ dương kính thần vừa mới rời đi bóng dáng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thẩm Điềm vỗ vỗ nàng bả vai, làm bộ thiện giải nhân ý mà Trấn An nói. An lạp, ta minh bạch, hiện tại ngươi nói cũng không tính. Ta đây đi ra ngoài đêm này đó ném, ngươi chờ ta trong chốc lát a. À. Liễu Trường Tâm cảm kích mà đối Thẩm Điềm nói. Thân ái, ngươi tốt nhất. Lần sau ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thẩm Điềm làm sao có thời giờ nghe Liễu Trường Tâm dông dài, lập tức xoay người chạy chậm hai bước, đuổi kịp Dương Kính Thần cũng bất chấp trong tay đồ vật trải phát ra làm hắn buồn nôn hương vị, định nọt mà nói. Học trưởng, ta đây liền đem nó ném. Cái này tâm tâm cũng thật là, ăn qua cơm sáng cũng không nói cho nhân gia, này không phải lãng phí lương thực sao. Phải biết rằng, trên thế giới này có bao nhiêu người đều không kịp ăn cơm đâu. Nàng biết dương kính thần liền thích liễu trừng tâm thiện lương, cho nên cũng trang đến trách trời thương dân, ý đồ giành được hắn hảo cảm nhưng dương kính thần căn bản không ăn nàng này một bộ vô tình mà nói nga nếu cảm thấy lãng phí vậy ngươi chính mình ăn xong đi không phải được thẩm điềm một quẩn vội vàng xua tay nói ai ta nhưng hưởng thụ không được này hương vị cũng liền tâm tâm đi điển hình đồ tham ăn một quả cái gì đều ai đến cũng không cự tuyệt như vậy xú đồ vật cũng có thể nuốt xuống Dương kính thần vốn dĩ liền chán ghét nàng không thuận theo không buông tha mà đi theo, huống chi nàng trong tay còn cầm những cái đó đậu hũ thúi, trong miệng nói liễu trừng tâm nói bậy, quả thực làm dương kính thần cảm thấy nàng cả người đều hôi thối không ngửi được. Không thể nhịn được nữa, hắn vì thế bước ra cao dài hai chân đi mau vài bước, lập tức liền đem thẩm điềm dừng ở phía sau. Thẩm điềm đuổi theo không thường, đành phải từ bỏ, dù sao thùng rác liền ở cách đó không xa, nàng liền đi qua đi, nặng nề mà đem hai túi đồ ăn ném đi vào, sau đó đứng ở tại chỗ nén giận mà giậm một chút chân, trong miệng oán hận mà lẩm bẩm nói. Liễu Trừng Tâm, ngươi cho ta chờ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Cậu không đổi được ăn phân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 55 Cậu không đổi được ăn phân thẩm điềm trở lại dương kính thần cửa nhà, nhìn đến liễu trường tâm còn đứng ở nơi đó chờ nàng, liền lại thay kia phó thân thân mật mật tư thái, ôm liễu trường tâm cánh tay cùng nàng đi vào. Hai người đi vào phòng khách, thẩm điềm vừa định mở miệng khen dương kính thần ở nhà có phẩm vị, liền thấy tiểu nhị ha, lão bản nương, một cái bước xa vọt ra. Không biết sao lại thế này, nó thế nhưng hưng phấn mà nhảy dựng lên, dùng hai chỉ nhuyễn manh chân trước đáp thượng thẩm điềm váy, Hướng nàng duỗi đầu lưỡi, mông phía sau cái kia lông xù xù cái đuôi dùng sức loạn choạng, tựa như nhìn thấy đồ ăn giống nhau hưng phấn. A à, thẩm điềm bị hoảng sợ, bản năng kêu sợ hãi một tiếng. Nàng từ trước đến nay đối này đó miêu A, cậu A mang mau động vật không có hảo cảm, ở trên đường gặp được thời điểm hận không thể lấy giày cao gót đi đá hai chân. Không nghĩ tới, lúc này cư nhiên sẽ có cậu dám bái nàng váy, lại vẫn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng quả thực tức giận đến nàng ngứa răng, tưởng đem nó một chân đá phi. Thẩm điềm vừa muốn nhấc chân đá văng ra, lão bản nương, lại nghĩ lại tưởng tượng. Này hẳn là dương kính thần cậu đi. Ta đây cũng không thể đắc tội nó, còn phải cùng nó đánh hảo quan hệ. Vì thế, nàng cố nén hỏa khí, nỗ lực xả ra một mặt giả cười, duỗi tay tưởng sờ một chút cẩu cẩu, giảm bớt giờ phút này người cẩu chi gian xấu hổ không khí. Ai nha, đây là học trưởng cẩu đi. Thật đáng yêu. Tên gọi là gì? Liễu Trừng trong lòng biết nói Thẩm Điềm không thích cẩu, chạy nhanh cuối người tưởng đem lão bản nương bế lên tới. Ai ngờ, lão bản nương lại đột nhiên một ngụm cắn Thẩm Điềm tay. "A, à, ngươi này chết cẩu. Cho ta buông ra." Thẩm Điềm mặt lúc ấy liền thay đổi, cũng bất chấp cùng Dương Kính thần cẩu đánh hảo giao tế, lạnh giọng quát lớn nói: điềm điềm đừng nhúc nhích, sẽ hoa thương. Liễu trừng tâm chạy nhanh một tay đè lại thẩm điềm tay, một tay kia ổn định, lão bản nương. Bởi vì là ấu khuyển, lão bản nương cắn hợp lực kỳ thật thực nhược, bất quá hàm răng lại rất tim, bị cắn một chút nhưng thật ra không ngại, nhưng nếu ngạnh rút về tay kia nhất định sẽ hoa thương. Này đây, liễu trừng tâm mới không cho thẩm điềm lộn xộn. Lão bản nương, buông ra. Không thể cắn người. Liễu Trừng Tâm nói, dùng ngón tay ở tiểu nhị ha ốc thượng bắn một chút, tiểu cẩu chạy nhanh nhắm mắt sau này trốn, liền thực tự nhiên mà buông lỏng ra thẩm điềm. Chó điên, dám cắn ta. Thẩm điềm căm giận rút về chính mình tay, cẩn thận xem xét một chút. Còn hảo không có giảo phá, chỉ là để lại nhợt nhạt nói chuyện mấy cái tiểu cẩu giấu răng, nếu không nàng nhất định phải làm nó đẹp, liền tính là dương kính thần cẩu cũng không được. Liễu trừng tâm bế lên, lão bản nương, làm bộ vỗ nó đầu nhỏ giáo huấn. Điềm điềm là khách nhân, ngươi sao lại có thể cắn nàng? Về sau không được còn như vậy, có biết hay không? Nếu lần sau trong nhà tới người bệnh, ngươi như vậy chính là muốn gây họa. Thẩm điềm ở một bên tức giận mà trừng mắt, lão bản nương, nói. Hừ, thật không biết học trưởng giữ ngươi loại này xuất sinh làm gì. Lão bản nương, như là nghe hiểu thẩm điềm mắng nó nói, lập tức dùng ủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn liễu trừng tâm, kia ý tứ là cái này a di hảo hung bảo bảo sợ hãi đừng cho nàng tới nhà của chúng ta được không liễu trường tâm nhìn lại lão bản nương cặp kia dục nói còn hưu đôi mắt nàng tự nhiên nghe không hiểu nó tiếng lòng bởi vì nàng không phải dương kính thần không có thuật độc tâm nhưng tiểu cẩu ủy khuất nàng tổng có thể cảm nhận được một vài lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ đến không biết dương kính thần có thể hay không nghe được động vật tiếng lòng đâu nếu hắn có thể nghe được lão bản nương trong lòng tưởng cái gì, kia chẳng phải là rất thú vị. Tâm tâm, ngươi tưởng cái gì đâu. Thẩm điềm thấy liễu trường tâm chỉ lo ôm cậu cũng không ném nàng, có điểm không cao hứng, nghĩ thầm. Hôm nay thật là xuất sư bất lợi. Đầu tiên là cầm đậu hũ thúi đụng phải học trưởng, làm hắn ghét bỏ một phen, hiện tại lại bị cậu cấp cắn, ta như thế nào như vậy xui xẻo đâu có phải hay không lần sau ra cửa trước muốn trước nhìn xem hoàng lịch. Liễu Trừng Tâm phản ứng lại đây, thấy thẩm điềm vẻ mặt không cao hứng, thật là có chút băn khoăn. Rốt cuộc nhân gia là tới xem nàng, nàng cư nhiên không thấy trụ làm nàng bị cẩu cấp cắn. Nói thật, nguyên bản nàng cũng không nghĩ tới hắc xi si như vậy manh xuẩn giống loài, cư nhiên sẽ cắn người. Trên thực tế, Liễu Trừng Tâm không biết chính là, lão bản nương cũng không phải tưởng công kích thẩm điềm, nó còn nhỏ đâu, căn bản không cụ bị cái gì công kích tính. Nó chỉ là nghe thấy được thẩm điềm trên tay tàn lưu đậu hủ thúi khí vị, đem kia coi như mễ điền cộng, tục ngữ nói, cậu không đổi được ăn phân, thiên tính cho phép, nó trong lúc nhất thời có điểm không nhịn xuống, này có thể quái nó sao? Điềm điềm, thực xin lỗi. Này tiểu cậu vừa tới, còn không hiểu quy củ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nó. Liễu Trừng Tâm tâm vô lòng dạ mà đối Thẩm Điềm lại xin lỗi lại bảo đảm. Thẩm Điềm nghe vậy, mày căng thẳng, hồ nghi mà tưởng. Vừa tới. Hảo Hảo giáo dục. Này cậu không phải học trưởng sao, khi nào đến phi ngươi tới giáo? Không đúng a, à, trước kia cũng không nghe nói học trưởng thích cậu, nhưng thật ra Liễu Trừng Tâm vẫn luôn thực thích. Chẳng lẽ ta tưởng sai rồi, đây là nàng cậu. Này cậu. Rốt cuộc là học trưởng vẫn là ngươi a thẩm điềm hỏi dò liễu trường tâm gãi gãi đầu bỗng nhiên nghĩ đến dương kính thần nói đắt đi cùng mong hai cái từ lập tức đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng mà đáp là của hắn cũng là của ta ai nha không đúng nói như thế nào đâu chính là hắn nói tặng cho ta nhưng là ta tưởng nếu dưỡng ở nhà hắn hay là nên xem như hắn đi học trưởng là cái có rất nhỏ thói ở sạch người tư nhiên chuyên môn cho nàng nuôi chó. Cũng quá quán nàng đi." Thẩm Điềm dưới đáy lòng toan nói, hai con mắt ghen ghét đến đỏ lên. Nếu ánh mắt có thể hóa thành ngọn lửa, nàng lúc này đại khái đã đem Liễu Trừng Tâm cùng nàng trong lòng ngực phá cẩu đều đốt thành thịt nướng. "A, à, học trưởng đối với ngươi cũng thật hảo, nói các ngươi không phải cái loại này quan hệ ai tin a, à, Tâm Tâm, ngươi còn khi ta là ngươi tốt nhất bằng hữu sao? Liền không thể cùng ta nói điểm lời nói thật." thẩm điềm âm dương quái khí mà nói. Liễu Trừng Tâm cảm giác có điểm khó xử, nói nàng cùng Dương Kính Thần là thẩm điềm nói cái loại này quan hệ hiển nhiên không tính, nhưng nếu là đúng lý hợp tình mà nói không có quan hệ nàng cũng làm không đến. Hai ngày này bọn họ chi gian đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, trong lúc nhất thời Liễu Trừng Tâm đều đã phân không rõ chính mình cùng Dương Kính Thần như vậy quan hệ đến tột cùng tính cái gì. Nàng là cực lực tưởng cùng Dương Kính Thần bảo trì khoảng cách, phân rõ giới hạn chính là dương kính thần hắn. Thẩm điềm thấy liễu trường tâm không nói lời nào, nghĩ thầm chính mình có phải hay không có chút qua, làm nàng sinh ra hoài nghi. Nếu nàng từ đây cùng chính mình phản bội, không hề lui tới, kia về sau đã có thể không có tiếp cận dương kính thần cơ hội. Vì thế, thẩm điềm lập tức làm bộ nói giỡn mà đẩy liễu trường tâm một chút, mỉm cười nói nói. Bổn tâm tâm, đầu ngươi chơi đâu, làm gì như vậy nghiêm túc? Như thế nào, các ngươi thật là có chuyện này a à. Ai nha, không phải ngươi tưởng như vậy, thật sự. Liễu Trừng Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Nàng là phi thường quý trọng thẩm điềm cái này bằng hữu, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm túc mà đối đãi nàng mỗi một cái vấn đề. Nàng không hy vọng bằng hữu chi gian lẫn nhau không thẳng thắn thành khẩn, ít nhất, ở nàng nơi này sẽ không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 56 Nữ hài tử gian hữu nghị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 56 Nữ hài tử gian hữu nghị lại nói tiếp Liễu trường tâm sở dĩ đối thẩm điềm hữu nghị như thế thâm hậu Kỳ thật đều không phải là không duyên cớ vô cớ Nữ hài tử chi gian hữu nghị phi thường thú vị Hai cái lần đầu gặp mặt nữ sinh Hoặc là thấy thế nào đối phương đều không vừa mắt Hoặc là như thế nào nhìn đối phương đều thích nữ hài tử trực giác rất ít làm lỗi không thể nghi ngờ mới gặp nhìn không thuận mắt trong tương lai chú định sẽ trở thành địch nhân mà thuận mắt cũng cơ hồ đều có thể trở thành bằng hữu mặt khác còn có một loại không quan hệ ấn tượng đầu tiên nhanh nhất trở thành bằng hữu tình huống chính là hai người có một cái cộng đồng địch nhân hơn nữa chỉ cần cái này địch nhân ở các nàng quan hệ liền dị thường kiên cố nhưng là nếu có một người lựa chọn cùng địch nhân giải hòa như vậy này phân hữu nghị lập tức liền sẽ sụp đổ. Bất quá, liễu trường tâm cùng thẩm điềm chi gian hữu nghị cũng không thuộc về mặt trên nói vài loại tình huống, bởi vì ban đầu thời điểm, các nàng kỳ thật cho nhau nhìn không thuận mắt. Lần đầu gặp mặt là ở sinh viên năm nhất báo danh chỗ. Liễu trường tâm một mình cổng đại đại bọc hành lý, tể ở rộn ràng nhốn nháo đám người giữa. Khác tân sinh đều bị cha mẹ vây quanh, giống cái tiểu thái dương dường như, chỉ có nàng cô đơn chiếc bóng, giống cái cô độc nấm. Bất quá này không có gì, từ mẫu thân qua đời, phụ thân khác kết tân hoang, nàng sớm đã thói quen hết thảy vấn đề chính mình giải quyết. Lại nói, vốn dĩ thi đậu đế đô y đại chính là nàng cùng phụ thân giận dỗi kết quả, báo danh sự tình phụ thân tự nhiên càng thêm sẽ không đi quản. Cái kia y vi nhưng thật ra đưa ra quá muốn bồi nàng, nhưng liễu trừng tâm căn bản chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, nàng cũng liền thức thời mà không có xuất hiện. Nếu không, lấy nàng giáo học sinh chỗ chủ nhiệm thân phận, tùy tiện an bài một chút, liễu trừng tâm căn bản không cần ở chỗ này xếp hàng. Thật dài đội ngũ giống như vọng không đến cuối, nhưng tất cả mọi người đều làm từng bước mà bài, chờ đợi đến phiên chính mình. Rốt cuộc đều là thi đậu hàng hiệu Đại học Thiên Chi Kiêu Tử, điểm này tố chất vẫn phải có. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mọi việc luôn có ngoại lệ, cánh rừng lớn cái gì điểu đều có. Quy, cái kia gia trưởng, ngươi như thế nào chen ngang nha. Phía trước, một cái gia trưởng không vui thanh âm truyền đến. Chính là, có hay không điểm tố chất A. Tiếp theo liền có rất nhiều người gia nhập phản đối trận doanh. Chỉ nghe một cái lệnh người chán ghét giọng nữ chói tai mà phủ qua những người khác chỉ trích thanh, hãy còn sắc nhọn mà thao một ngụm ngô nông mềm giọng. Còn không phải là cắm cái đội sao. Nhà ta bé nhiệt đến độ mau bị cảm nắng, làm chúng ta trước làm một chút làm sao vậy? Đại gia không phải giống nhau đều ở chỗ này phơi. Như thế nào liền nhà ngươi hài tử quý giá? Ban đầu nói chuyện gia trưởng phản bác nói. Sau đó, liền có một cái giọng nam hướng nàng reo lên. Bớt lo chuyện người, lại không trạm ngươi phía trước, có bản lĩnh ngươi cũng tới cắm chen ngang sao? Mọi người cũng thật là cực nhỏ thấy như vậy đúng lý hợp tình chen ngang, tức khắc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, ngươi một câu ta một câu mà, cơ hồ phải dùng nước miếng ngôi sao chết đuối kia đối nam nữ. Liễu trừng tâm hảo kỳ mà nhóm mũi chân, liền nhìn đến đội ngũ phía trước đã loạn thành một đoàn, mà ở kia một mảnh hỗn loạn ở ngoài đứng một cái xuyên hồng nhạt áo thun thêm cao bồi nhiệt quần nữ sinh, vô cớ hấp dẫn nàng ánh mắt. Cái kia nữ sinh lớn lên thực ngọt, cong cong đôi mắt, cong cong khóe miệng, trên đầu sơ hiếm thấy song đuôi ngựa, giống cái búp bê Tây Dương. Nàng chân rất dài thực mỹ, lộ ở nhiệt quần bên ngoài tự nhiên mà tách ra, trong tay sự không liên quan mình mà phe phẩy một phen phim hoặc họa cây quạt, mắt lạnh liếc những cái đó cơ hồ muốn động khởi tay tới gia trưởng. Ngay từ đầu, Liễu Trừng Tâm cảm thấy nàng rất bình tĩnh, cho rằng chỉ là xem náo nhiệt người. Nhưng là thực mau, một đôi ăn mặc rất là keo kiệt nam nữ bị đám người đuổi ra đội ngũ, liền bay thẳng đến cái kia nhiệt quần nữ sinh đi qua, trong miệng còn ở bất mãn mà lẩm bẩm này đều cái gì tố chất? Còn thượng hàng hiệu đại học lý. Điềm điềm, chúng ta đi. Cái này bị gọi là điềm điềm, nữ sinh lập tức lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn biểu tình, ném ra cha mẹ tay liền cúi đầu hướng đội ngũ cuối cùng đi đến. Nhưng nàng thực mau lại bị mẫu thân cấp túng chặt, kéo đến liễu trừng tâm trước mặt. Liễu trừng tâm mờ mịt lại kinh ngạc mà nhìn ba người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây bọn họ muốn làm gì. Đúng lúc này, cái kia trung niên nữ nhân mở miệng dùng năng nỉ lại mang điểm cưỡng cầu ngữ khí đối nàng nói. Tiểu cô nương, nhà của chúng ta bé nhiệt đến muốn bị cảm nắng, có thể hay không làm chúng ta cắm một chút đội sao? A Di cảm ơn ngươi là. Có thể là vừa mới cường ngạnh ở đoàn kết quần chúng trước mặt bại hạ trận tới, lần này đôi vợ chồng này thay đổi sách lược, hơn nữa tuyển liễu trừng tâm cái này, không nơi nương tựa, xuống tay. A Di, ta nếu là làm ngươi chen ngang, kia phía sau người nên không vui, liễu trường tâm giải thích nói nàng kỳ thật thật sự không sao cả, bất quá, liền tính không quay đầu lại nàng cũng cảm nhận được phía sau đám người sắc bén ánh mắt, cảnh cáo nàng không cần dung túng loại này chen ngang giả. Ngươi cái này tiểu cô nương, có hay không điểm đồng tình tâm sao? Ngươi nhìn xem nhà ta bé, mặt đều không có huyết sắc, nàng té xỉu làm sao bây giờ? Ngươi có thể phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? nữ nhân kia xem chuẩn liễu trường tâm không mang gia trưởng, không ai chống lưng, là lối khóc lóc nói. Mà lúc này thẩm điềm, vẻ mặt khinh thường mà nhìn phụ mẫu của chính mình, lại căn bản không có muốn ngăn cản bọn họ ý tứ. Liễu trường tâm kỳ quái mà tưởng. Cái này nữ sinh vừa không nhận đồng cha mẹ hành vi, lại không ra ngôn ngăn trở, rốt cuộc là bởi vì sợ hãi bọn họ, vẫn là tính toán ngồi mắt ăn bát vàng. Nàng thực mau nghĩ đến, như thế cưng chiều con cái cha mẹ hài tử như thế nào sẽ sợ. Nói như vậy nhất định là người sao. Quy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Nông người câm. Nữ nhân thấy liễu trường tâm không nói, tiếp tục không thuận theo không buông tha mà đối nàng làm khó dễ. Các ngươi sao lại thế này? Ở phía trước biên chen ngang không thành, lại tới khi dễ nhân gia tiểu cô nương chính mình, còn có xấu hổ hay không? Rốt cuộc, những người khác đều nhìn không được, sôi nổi bắt đầu hướng chen ngang phu thê hô được rồi không đủ mất mặt thẩm điềm rốt cuộc mở miệng đem trong tay cây quạt hướng trên mặt đất một quăng ngã bước ra hai điều chân dài liền đi rồi hai vợ chồng thấy nữ nhi phát giận hai mặt nhìn nhau vài giây cũng đề thượng hành lý xám xịt mà đi theo đi rồi buổi chiều liễu trừng tâm phí sức của chính trâu hai hổ rốt cuộc ở phòng ngủ dàn xếp xuống dưới nàng bị phân phối tới rồi một cái ba người gian là phòng tốt nhất. Thừa dịp mặt khác hai cái bạn cùng phòng còn chưa tới, Liễu Trừng Tâm từ hành lý trung lấy ra tới hai cái đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp, đặt ở kia hai trương không giường ngủ thượng. Đây là nàng cấp bạn cùng phòng chuẩn bị lễ gặp mặt, hy vọng tương lai 5 năm y học viện sinh sống đại gia có thể ở chung vui sướng. Làm xong chuyện này, Liễu Trừng Tâm vừa muốn bò lên trên chính mình giường nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe thấy môn bị loãng xoảng mà một chút đẩy ra xin lỗi xin lỗi, dùng sức quá mạnh. Một cái cao gầy tuấn tú, nam sinh, cổng cái thật lớn hành quân bao đẩy cửa mà nhập, hắn nhìn đến liễu trường tâm hải ngốc biểu tình chạy nhanh xin lỗi, cũng hỏi. Cái nào là số ba giường? Liễu trường tâm chỉ chỉ bên cạnh, lại lập tức theo bản năng mà bưng kín ngực, trong lòng có điểm hối hận sớm như vậy liền thay áo ngủ, đã quên những người khác sẽ có gia trưởng tới hỗ trợ dàn xếp. Ai ngờ cái kia nam sinh đã nhận ra nàng không được tự nhiên, cười ha ha lên, nói. Ngươi đừng sợ, ta cũng là nữ. Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, tự giới thiệu một chút, ta kêu lăng hàm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Nhân gia không thích ngươi lễ vật. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 57 nhân gia không thích ngươi lễ vật liễu trường tâm nhìn trước mắt cái này thân cao gần 1 mét 8 một thân nam hài tử trang điểm nữ sinh, nỗ lực thu hồi chính mình bị kinh rớt cầm, nói. Ngươi hảo, ta kêu liễu trường tâm. Lăng hàm nghe vậy, nhìn nhiều liễu trường tâm liếc mắt một cái, liền xoay người đem sau lưng thật lớn hành quân bao tá xuống dưới, cánh tay dùng sức vung, liền ném tới số 3 trên giường, sau đó chính mình cũng tùy tiện mà bò lên trên cây thang. Ai nha, đây là ngươi đồ vật. Ngượng ngùng, bị ta bao cấp đè dẹp lép. Bên trong là cái gì? Ta bồi cho ngươi. Lăng hàm nhìn đến chính mình trên giường lễ vật hộp, gãi một đầu hỗn độn tóc ngắn ngượng ngùng mà đối liễu trừng tâm nói. Liễu trừng tâm vội vàng lắc đầu, nói. Không không, đây là tặng cho ngươi, một chút nho nhỏ tâm ý, hy vọng chúng ta sau này ở chung vui sướng. Còn có lễ gặp mặt A. À? Cảm tạ. Lăng hàm một bên nói một bên nhìn mắt không nhất hào giường, phát hiện mặt trên đồng dạng có một cái nho nhỏ lễ vật hộp, lúc này mới hiểu được, chạy nhanh mở ra chính mình đại bao, nhảy ra một túi nắng phong xúc xích đưa cho liễu trừng tâm, cũng nói. Con người của ta sơ ý, cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật. Đây là nhà của chúng ta hương đặc sản, ngươi nếm thử, nếu là thích, về sau ta nghĩ trở về còn cho ngươi mang. Liễu trừng tâm vui vẻ tiếp nhận túi, mỹ thực nàng là trước nay đều sẽ không cự tuyệt nhưng là giờ phút này trong lòng lại là có điểm hối hận sớm biết rằng là cái dạng này bạn cùng phòng liền đưa điểm khác lễ vật quả nhiên mở ra lễ vật hộp lăng hàm thoáng có chút ngây người bởi vì nơi đó biên nằm chính là cái tinh xảo đáng yêu long miêu tạo hình phát kẹp vừa thấy chính là tiểu nữ sinh sẽ thích đồ vật nhưng là đối với lăng hàm cái này giả tiểu tử tới nói cũng quá mức ca cùng nàng khóc khóc hình tượng căn bản là không đáp sao nhưng là, hơi ngẩn ra một giây lúc sau, Lăng Hàm thế nhưng cầm lấy phát kẹp đừng ở chính mình trên trán tóc mái, cười hỏi Liễu Trừng Tâm. Đẹp sao? Liễu Trừng Tâm ngẩn người, nhìn vẻ mặt, dương cương chi khí, Lăng Hàm mang cái kia nàng thân thủ chế tác phim hoặc họa lông dê nỉ phát kẹp, cư nhiên có loại nói không nên lời đáng yêu, vì thế thật mạnh gật đầu, tự đáy lòng mà trả lời nói. Đẹp. Tuy rằng đây là duy nhất một lần Liễu Trừng Tâm thấy Lăng Hàm mang cái kia phát kẹp, nhưng là các nàng hữu nghị cứ như vậy bắt đầu rồi. Liễu Trừng Tâm không biết chính là, cái kia phát kẹp kỳ thật vẫn luôn bị lăng hàm cất chứa, là nàng số lượng không nhiều lắm quý trọng đồ vật chi nhất. Ngươi cũng là chính mình tới báo danh. Ân, đối. Ngươi cũng là. Máy hát mở ra lúc sau, hai nữ sinh giống quen biết đã lâu bằng hữu giống nhau, biên thu thập đồ vật biên trò chuyện thiên. Đúng lúc này, phòng ngủ môn lần thứ hai bị đẩy ra, một cái có chút quen tai thanh âm ở liễu trừng tâm phía sau vang lên. Cuối cùng tìm được rồi. Bé A, mổ mụ liền nói đi, này ba người gian chính là so bốn người gian hoàn cảnh tốt. Nếu không phải ta và các ngươi cái kia túc quản lão sư tranh thủ, ngươi có thể ở lại thường tốt như vậy nhà ở. Liễu trừng tâm quay đầu lại, liền nhìn đến buổi sáng chen ngang chưa tọa một nhà ba người đứng ở nơi đó. Mẫu thân cầm khăn tay cấp nữ nhi lau mồ hôi, phụ thân dẫn theo đại bao tiểu bọc hành lý theo ở phía sau, mà cái kia chúng tinh phủng nguyệt tiểu công chúa tắt vẻ mặt không kiên nhẫn mà phe phẩy cây quạt, xem kỹ mà nhìn trong phòng ngủ hết thảy. Nhìn đến liễu trừng tâm thời điểm, nàng hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, theo bản năng mà cắn cắn miệng mình, mà mẫu thân của nàng tắt khoa trương mà kêu lên. Ai nha, này không phải buổi sáng không chịu làm chúng ta chen ngang cái kia tiểu cô nương sao? Liễu trừng tâm xấu hổ mà cười cười, vẫn duy trì chính mình hàm dưỡng, nói. Đúng vậy A Di, hảo xảo, chúng ta lại gặp mặt. Ai ngờ đối phương mắt trợn trắng, nói. Thật là oan gia ngõ hẹp. Mẹ, ngươi đủ chưa? Nàng là ta bạn cùng phòng, ngươi như vậy làm ta về sau như thế nào cùng nhân gia ở chung? Thẩm điềm bỗng nhiên mở miệng, cư nhiên là răng dạy chính mình mẫu thân. Bé A, mổ mụ cũng là vì ngươi, nữ nhân kia ủy khuất mà giải thích nói. Được rồi. Đem đồ vật buông, ta chính mình sẽ thu thập, các ngươi chạy nhanh đi thôi." Thẩm Điềm không lưu tình chút nào mà đánh gãy nàng lời nói, cũng đem hai người đuổi ra phòng ngủ. Đóng cửa lại, nàng lập tức thay một trương hơi mang nịnh nọt gương mặt tươi cười, đối Liễu Trừng Tâm nói: "Ngượng ngùng, ta ba mẹ luôn là như vậy, ta thế bọn họ hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, Trừng Tâm." "Ngươi biết tên của ta?" Liễu Trừng Tâm giật mình hỏi. Thẩm Điềm hơi hơi mỉm cười, đắc ý mà nói. Ở Túc Quản lão sư danh sách thượng nhìn đến, người cũng như tên, ngươi vừa thấy liền tâm trừng như nước, cho nên ta đoán ngươi chính là Liễu Trừng Tâm. Ngươi sai rồi, ta mới là Liễu Trừng Tâm. Lăng Hàm ở thượng phô lạnh lùng mà mở miệng, cũng đối Liễu Trừng Tâm sử cái ánh mắt, ý bảo nàng không cần vạch trần. Ngươi, ngươi là Liễu Trừng Tâm. Thẩm Điềm chấn động, có vẻ có chút nói năng lộn xộn nhưng nàng thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, lại đối với Lăng Hàm A Du nói. Là ta tự cho là thông minh, nguyên lai giống ngươi như vậy soái khí tiểu tỷ tỷ cư nhiên có như vậy nguyễn manh một cái tên, thật là không nghĩ tới đâu. Kỳ thật, thẩm điềm sở dĩ đối, liễu trường tâm, tên này như thế để ý, là bởi vì nàng ngẫu nhiên biết được liễu trường tâm là bọn họ y học tâm lý học hệ nhất nổi danh tiến sĩ sinh đạo sư liễu bất quần nữ nhi, cho nên liền nghĩ về sau nhìn thấy nhất định phải lấy lòng nàng, một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Nhưng nàng không biết, Liễu trường tâm cùng phụ thân quan hệ khẩn trương, đối nàng căn bản sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Vừa rồi phân phối phòng ngủ thời điểm, nàng vốn dĩ không phải cùng liễu trường tâm, lăng hàm trụ một gian, nhưng là nàng mẫu thân biết ba người gian điều kiện hảo, chính là đối túc quản lão sư năng nỉ ỉ ôi, đem nàng đổi tới rồi nơi này tới. Nhìn đến túc quản lão sư sửa phân tẩm danh sách, đem nàng tên viết ở liễu trường tâm bên cạnh, thẩm điềm thình lình cảm thấy chính mình tiền đồ một mảnh quang minh. Nhưng mà xảo chính là, Lăng Hàm cũng biết Liễu Trừng Tâm là Liễu Bất Quần Nữ Nhi. Tuy rằng nàng cũng không muốn lợi dụng Liễu Trừng Tâm, nhưng là làm người ngoài cuộc, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thẩm điềm tiểu tâm tư, cho nên muốn thử xem nàng. Lăng Hàm chỉ chỉ thẩm điềm trên giường cái kia lễ vật hộp, nói. Đó là ta đưa cho ngươi lễ vật, mở ra nhìn xem, có thích hay không? thẩm điềm lập tức thụ sủng nhược kinh mà nhào qua đi mở ra hộp, cơ hồ không thấy rõ bên trong đồ vật liền nói. Qua, thật xinh đẹp, ta rất thích. Lăng hàm tâm lại biểu môi, chỉ vào liễu trừng tâm nói. Cùng ngươi chỉ đồ một chút, này kỳ thật là nàng đưa. Thẩm điềm mặt lập tức lạnh vài phần, khép lại nắp hộp, nhàn nhạt đối liễu trừng tâm nói. Nga, cảm ơn ngươi a. À. Lăng hàm trong lòng đối thẩm điềm phản ứng cười lạnh một chút, không nói chuyện nhưng thật ra liễu trừng tâm lòng có điểm xấu hổ, giống tự nói dường như nói. Không khách khí, chính là một cái nho nhỏ tâm ý, lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết đại gia thích cái gì, liền tùy tiện làm hai cái vải nỉ lông phát kẹp. Xem ra nhân gia đích xác không thế nào thích ngươi lễ vật đâu, tâm tâm. Lăng hàm cố ý đem tâm tâm, hai chữ cắn thật sự trọng, chế nhạo thẩm điềm ý vị phi thường rõ ràng. Đừng náo loạn, lăng lăng. Liễu Trừng Tâm không nghĩ nháo đến như vậy cương, rốt cuộc về sau đại gia một cái phòng ngủ ở, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Lăng lăng. Thẩm điểm lúc này mới hiểu được chính mình bị lăng hàm trêu đùa, có chút buồn bực hỏi. Hai người các ngươi rốt cuộc ai mới là Liễu Trừng Tâm? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Tự luyến hình rối loạn nhân cách 1 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 58 Tự luyến hình rối loạn nhân cách một Lăng hàm trò đùa dai kết thúc, không chút nào che giấu mà đối thẩm điềm mắt trợn trắng, sau đó liền không để ý tới nàng, tiếp tục ở mặt trên mân mê nàng giường đệm. Liễu trừng tâm nhìn lăng hàm kia kiệt ngạo bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vì đánh vỡ xấu hổ không khí, nàng chỉ chỉ số ba giường, giúp thẩm điềm giới thiệu nói. Nàng kêu lăng hàm, vừa rồi là ở cùng ngươi nói giỡn đâu, ta mới là liễu trừng tâm. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Thẩm điềm là không nghĩ tới, chính mình tiểu tâm tư thế nhưng bị cái kia giả tiểu tử lăng hàm cấp nhìn thấu, về sau cần phải tiểu tâm nàng. Cũng may liễu trừng tâm thoạt nhìn tương đối đơn thuần hảo lừa, chính mình hẳn là còn có cơ hội. Cho nên, nàng điều chỉnh một chút tâm thái, cũng không quá nịnh nọt, cũng không tính thân thiện mà đối liễu trừng tâm nói ta kêu thẩm điềm, về sau kêu ta điềm điềm liền hảo, hy vọng tương lai cùng ngươi ở chung vui sướng. Ở chung vui sướng cũng là liễu trường tâm trong lòng suy nghĩ, bởi vậy nàng gật gật đầu, chủ động giúp thẩm điềm đem cái rương dịch tới rồi nàng vị trí, cũng nói. Ân ân, hảo. Về sau chúng ta ba cái cùng ăn cùng ở, tựa như người một nhà giống nhau. Nhưng mà, lăng hàm cùng thẩm điềm cho nhau quan đối phương một cái xem thường, ai cũng không có hưởng ứng. Khai giảng về sau, học sinh hội nạp tân, đầu tiên là thông qua phỏng vấn phân phối tân sinh đến các bộ thử dùng, lại trải qua một năm thời gian khảo sát, cuối cùng xác định chính thức trúng cử danh sách. Trúng cử lúc sau bọn họ sẽ trở thành can sự, sau đó lại hướng phó bộ trưởng, bộ trưởng, thậm chí chủ tịch rảo bước tiến lên. Liễu Trừng Tâm tham gia văn nghệ bộ. Thẩm điềm vì tiếp cận nàng, cũng tưởng tiếng văn nghệ bộ, nhưng là bởi vì không có bất luận cái gì tài nghệ, phỏng vấn đã bị bác, nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo, đi ngoại liên bộ. Đến nỗi lăng hàm, nàng chí không ở này, căn bản không đi trộn lẫn này đó. Kế tiếp, chính là muốn chính thức gia nhập học sinh hội các tân sinh sở muốn đối mặt để nhất hạng thảo nghiệm, đón người mới đến tiệc tối. Liễu trừng tâm cao chất lượng hoàn thành tiết mục chiêu mộ nhiệm vụ, cư nhiên thật sự thỉnh động dương kính thần tới biểu diễn tiết mục, này lệnh văn nghệ bộ trưởng trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỷ chính là, khi cách hai năm rốt cuộc lần thứ hai lãnh hội dương học trưởng sân khấu phong thái, ưu chính là, hắn cùng liễu trừng tâm quan hệ tự hồ không chỉ là học trưởng học muội đơn giản như vậy. Bởi vì, đón người mới đến tiệc tối lúc sau dương kính thần liền bắt đầu cùng liễu trừng tâm đi được rất gần, rất nhiều người đều nhìn đến bọn họ ở vườn trường ra vào có đôi, hoặc nhìn quan hệ thực không bình thường, nữ hài tử đều có ghen ghét tâm, yêu thầm dương kính thần lâu ngày văn nghệ bộ trưởng cũng không ngoại lệ nàng có điểm hối hận làm liễu trường tâm đi thỉnh dương kính thần, nhưng là ai có thể nghĩ đến, luôn luôn không gần nữ sắc dương kính thần cư nhiên sẽ đối cái kia ngốc bạch ngọc động tâm. Phải biết rằng, hắn chính là liền đế đô y đại trong lịch sử đẹp nhất tối cao lãnh hoa hậu giảng đường mạnh lộ đều cấp cự tuyệt. Văn nghệ bộ trưởng lòng có không cam lòng, nếu là bại bởi hoa hậu giảng đường nàng không lời nào để nói, nhưng là dựa vào cái gì làm nàng bại bởi một cái phổ phổ thông thông hậu bối. Chẳng lẽ, liền bởi vì nàng là liễu giáo thụ nữ nhi nghĩ vậy một tầng quan hệ văn nghệ bộ trưởng đối liễu trường tâm càng thêm ghen ghét cùng khinh thường cảm thấy nàng nếu không phải gia thế hảo căn bản tiếp cận không được dương kính thần cho nên tính toán sửa trị sửa trị nàng vừa lúc văn nghệ bộ một cái khác nữ sinh cũng đối liễu trường tâm bất mãn tự như phía trước nói hai cái nữ hài tử nếu có một cái cộng đồng địch nhân như vậy các nàng liền sẽ trở thành thiên nhiên bằng hữu quả nhiên, hai người ăn nhịp với nhau. Cái kia nữ sinh cấp văn nghệ bộ trưởng hiến kế, nói này giới gia nhập văn nghệ bộ tân sinh trung có cái duy nhất nam sinh, tên là Tạ Phong Nam, nàng phát hiện hắn tựa hồ đối liễu trừng tâm rất có hảo cảm, hơn nữa cái này Tạ Gió Nam là cái thực bướng bỉnh người, hắn nhận chuẩn sự tình chính con trâu đều kéo không trở lại. Văn nghệ bộ trưởng lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Nếu chế tạo cơ hội làm hắn cuốn lên liễu trừng tâm, nhất định sẽ đối liễu trường tâm cùng dương kính thần quan hệ sinh ra nhất định phản tác dụng, nói không chừng liễu trường tâm bị tạ phong nam truyền bất quá liền đồng ý cùng hắn ở bên nhau, cũng liền sẽ không lại cùng dương kính thần có liên quan. Vì thế, ở kế tiếp sở hữu công tác chung, văn nghệ bộ trưởng đều cố tình an bài liễu trường tâm cùng tạ phong nam cùng nhau hành động, không giấu vết mà vì bọn họ chế tạo đơn độc ở bên nhau cơ hội. Hơn nữa, nàng còn thường thường lời trong lời ngoài ám chỉ tạ phong nam, liễu trường tâm đối hắn cũng có ý tứ. Tạ phong nam người này vốn dĩ liền thập phần tự luyến, cảm thấy sở hữu nữ sinh đều hẳn là thích hắn như vậy một cái các phương diện đều thực ưu tú, nam sinh, cho nên hắn thực hảo mà lĩnh hội văn nghệ bộ trưởng ý tứ, nhận định liễu trường tâm là thích chính mình. Tự nhiên mà, hắn cũng thực quý trọng văn nghệ bộ trưởng cấp này đó cơ hội, bắt đầu không ngừng hướng liễu trường tâm kỳ hảo. Liễu trường tâm có tương đối nghiêm trọng đón ý nói hồ hình rối loạn nhân cách, đối bất luận kẻ nào đều thực nhiệt tâm, biểu hiện đến thiện giải nhân ý, cũng thích trợ giúp người khác, có điểm cái gì chỗ tốt luôn là nhường người khác, có vẻ đặc biệt đại công vô tư, thay người suy nghĩ. Như vậy liễu trừng tâm, ở cùng tạ phong nam ở chung trung cũng là như thế, luôn là chủ động nhiều gánh vác công tác nhiệm vụ, không cho tạ phong nam thêm phiền toái, thậm chí giúp hắn làm tốt hắn nên làm sự tình. Cảnh này khiến tự luyến tạ phong nam hiểu lầm càng sâu, cảm thấy nàng đối chính mình hảo chính là xuất phát từ ái mộ ngay từ đầu liễu trường tâm cũng không biết tạ phong nam hiểu sai ý ở nàng xem ra chính mình bất quá là bình thường đối đãi cộng sự đồng học mặc kệ hắn là nam hay là nữ đều giống nhau đại gia giúp đỡ cho nhau cho nhau chiếu ứng là hẳn là thẳng đến kia một lần tạ phong nam ở bên nhau đi ra ngoài mua sắm thời điểm thực tự nhiên mà ông thượng nàng bả vai nàng mới hiểu được hắn cho rằng bọn họ là đang nói luyến ái cái kia, tạ đồng học, liễu trừng tâm tận lực động tác không rõ ràng mà tránh ra tạ gió nam cánh tay, tưởng nói một ít cho thấy lập trường nói, lại không mở miệng được. Bởi vì, nàng không quá sẽ tự tuyệt người khác, càng sợ như vậy sẽ đắc tội hắn. Tạ phong nam sửng sốt một chút, ngay sau đó cảm thấy liễu trừng tâm loại này biểu hiện là thẹn thùng, vì thế càng thêm chủ động mà tới gần một bước, nói Trừng tâm, kỳ thật ta biết tâm tư của ngươi. Ta đối với ngươi cảm giác cũng là giống nhau. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngươi chủ động thích ta mà xem nhẹ ngươi, không quý trọng ngươi, bởi vì ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích thượng ngươi. Tuy rằng ta biết có rất nhiều nữ sinh yêu thầm ta, nhưng là ngươi cũng không cần tự ti, bởi vì ta thực xác định, trên thế giới này chỉ có ngươi Liễu Trừng Tâm mới xứng đôi ta Tạ Phong Nam. Liễu Trừng Tâm trong lòng có một vạn thất dương đà chạy như bay mà qua bị tạ phong nam kia quá mức, tự tin, ngôn luận cả kinh hết chỗ nói rồi. Cái gì? Ta chủ động thích ngươi. Còn cái gì chỉ có ta xứng đôi ngươi? Loại này lời nói là như thế nào mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra? Mặt đâu? Liễu trừng tâm luôn là như vậy, ở trong lòng dỗi người liền độc đến giống điều xà, nhưng là một trương miệng lại nguyễn manh đến giống như một con cừu con, cái kia, ngươi khả năng hiểu lầm, tạ đồng học, ta đối với ngươi không có cái kia ý tứ A, tạ phong nam giống nghe được một cái trên thế giới tốt nhất cười chê cười dường như, vẻ mặt châm chọc biểu tình đối liễu trừng tâm nói. Tâm tâm, ta đều nói, ta thích ngươi, ngươi không cần đối ta dùng lạc mềm buộc chặt này nhất chiêu. Ta tạ phong nam cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Ngươi điểm này tiểu kỹ xảo đối ta mặc kệ dùng. Nhưng là ta còn là muốn nói, ngươi có thể như vậy dụng tâm mà đối ta, ta thực cảm động, Ta sẽ đối với người tốt. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Tự luyến hình rối loạn nhân cách, nhị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 59 Tự luyến hình rối loạn nhân cách, nhị. Đối mặt tạ phong nam tự cho là đúng. Thông báo, liễu trừng tâm thật là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tự luyến người ngay cả người khác cự tuyệt đều có thể trở thành là lạc mềm buộc chặt, khiến cho giống như tự mình đa tình ngược lại giống bố thí. Sự tình phát triển đến nước này, Liễu Trường Tâm cũng biết chính mình không thể lại mềm yếu, liền tính sẽ đắc tội tạ phong nam, nàng cũng cần thiết đem nói rõ ràng một chút. Chính là, nàng vừa định mở miệng giải thích, liền thấy tạ phong nam lại tiến lên một bước, đồng thời mặt triều nàng phủ lại đây, bức cho nàng lui không thể lui, sống lưng dựa vào phía sau trên vách tường. Mắt thấy tạ phong nam môi từng bước tới gần, liễu trừng tâm thế nhưng vô cớ mà cảm thấy có điểm tưởng phun. Ách, cũng không biết là giữa trưa ăn đến có điểm nhiều, vẫn là thật sự bị tạ phong nam không biết xấu hổ ghê tẩm tới rồi. Tóm lại, liễu trừng tâm liền như vậy ở trong nháy mắt đột nhiên đẩy ra tạ phong nam, sau đó hoa lệ lệ mà đỡ tường phun ra. Liễu trừng tâm, ngươi. Tuy là tự tin như tạ phong nam cũng vẫn là sợ ngây người, Hắn hôn liền như vậy làm người ghê tởm sao? Nàng cư nhiên thật sự phun ra. Ngượng ngùng a, à, tại đồng học, ta, ta có thể là giữa trưa ăn nhiều. Liễu trường Tâm vẫn là thực cấp Tạ Phong Nam mặt mũi, ngây thơ mà viên tràng. Tạ Phong Nam tức giận đến không được, nhưng là nhìn Liễu trường Tâm kia trương hơi hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trong lòng vẫn là thương tiếc mà tha thứ nàng. Bất quá, hắn Tạ Phong Nam mặt mũi tổng không thể đương miếng độn dày tử trên mặt nên biểu hiện bất mãn một chút không thiếu, khí rào rạc mà từ trong túi móc ra một bao khăn giấy lau mặt ném cho Liễu Trừng Tâm. Sát sát miệng. Liễu Trừng Tâm tiếp nhận giấy, rút ra một trương lau khô khóe miệng tàn lưu nôn, ngượng ngùng mà nói. Thật thực xin lỗi, tạ đồng học, cái kia, ta không thoải mái, đi về trước, dư lại đồ vật có thể làm ơn chính ngươi đi mua sao. Tạ Phong Nam nhìn kỹ, Liễu Trừng Tâm sắc mặt đích xác không tốt, cái loại này hồng là nổi tại mặt ngoài, phía dưới toàn là một mảnh tái nhợt, phỏng chừng là thật sự không lớn thoải mái, cho nên muốn. Giờ phút này tiếp tục hôn nàng tự hồ không quá thích hợp, vạn nhất thân đến một nửa nàng lại phun. Tính, vẫn là về sau rồi nói sao. Dù sao, liễu trừng tâm, ngươi sớm muộn gì là người của ta. Ta đưa ngươi trở về, đồ vật về sau lại mua. Tạ Phong Nam tuy rằng đồng ý liễu trường tâm hồi trường học lại không chịu dễ dàng phóng chính nàng đi, nói duỗi tay liền muốn đi ôm nàng eo. Liễu trừng tâm chạy nhanh lắc mình né tránh, sấn tạ phong nam không phản ứng lại đây thời điểm dùng sức đi phía trước chạy chậm vài bước, sau đó quay đầu lại dương tay nói. Thật sự không cần phải xen vào ta. Đồ vật ngươi vẫn là hiện tại đi mua đi, bộ trưởng còn chờ dùng, đừng chậm trễ, ta chính mình trở về là được. Nói xong, nàng liền đầu cũng không dám hồi mà đào tẩu. Tạ phong nam quật cường trên mặt hiện ra một tia cực cụ hài kịch hiệu quả khoa trương cười lạnh, tựa như ở bắt chước ngôn tình tiểu thuyết tà mị cùng quyến nam chính, trong miệng nói. a, à, có ý tứ, nữ nhân, ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý. Liễu trừng tâm không có thấy như vậy một màn, nếu thấy được, liền tính là vừa mới tiếp xúc tâm lý học nàng, bằng vào nhiều năm bên ngoài công cùng phụ thân bên người mưa dầm thấm đất cũng nhất định có thể nhận thấy được tạ phong nam cái loại này rõ ràng bệnh trạng, hắn đã không chỉ là tự luyến đơn giản như vậy, mà là nghiêm trọng đến hình thành một loại rối loạn nhân cách nông nổi. Trở lại trường học về sau, Liễu Trừng Tâm buồn bực mà oa ở trong phòng ngủ, che chăn tính toán về sau muốn như thế nào cùng tạ phong nam bảo trì khoảng cách. Nhưng là lại nghĩ đến bộ trưởng luôn là an bài bọn họ cùng nhau hoạt động, trốn cũng đều không phải là kế lâu dài, nếu không nói với hắn minh bạch chỉ sợ là không được. Lăng Hàm thấy luôn luôn Sinh Long hoặc Hổ Liễu Trừng Tâm hôm nay vừa trở về liền như thế khác thường, quan tâm hỏi nàng. Ai khi dễ chúng ta Tâm Tâm? Nói ra, Hàm ca cho ngươi hết giận. Thẩm Điềm vừa nghe, cũng tiến đến Liễu Trừng Tâm giường đệm phía dưới, làm bộ thập phần lo lắng mà nói. Đúng vậy, Tâm Tâm ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nào không thoải mái? Liễu Trừng Tâm từ bị chính mình trong chăn ló đầu ra, khổ một khuôn mặt hỏi nàng hai. Các ngươi nói, nếu một người nhận định ngươi thích hắn, chính là ngươi thật sự thật sự một chút ít đều không thích, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nói với hắn rõ ràng đâu? Lăng Hàm Soái khí trên mặt mang theo quán có chế nhạo chi sắc, hỏi: Ai như vậy không biết xấu hổ? Tự mình đa tình còn hành. Nói nữa, thích chính là thích, không thích chính là không thích, ngươi sẽ không nói, ta giúp ngươi nói đi. Thẩm Điềm trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất nghe văn nghệ bộ người đều ở điên truyền, nói đó người mới đến tiệc tối lúc sau liễu trường tâm cùng dương kính thần học trưởng đi được rất gần, tức khắc trong lòng trầm xuống, hỏi. Ngươi nói không phải là dương học trưởng đi. Nhắc tới dương kính thần, liễu trường tâm mặt soát mà một chút hồng thấu. Nếu hôm nay người không phải tạ phong nam mà là hắn, nàng lại như thế nào như thế phiền não. Chỉ sợ muốn cao hứng đến lên trời. Đương nhiên không phải. Dương học trưởng sao có thể là cái loại này tự luyến cuồng. Liễu trường tâm đem chính mình nóng lên mặt tàn hồi trong chăn, tâm kinh hoàng phủ nhận nói. Tự luyến cuồng. Lăng hàm lẩm bẩm một câu, như suy tư gì mà nói. Ta đã biết, là văn nghệ bộ tổng đi theo ngươi cái kia nam đi. Liễu trường tâm lần thứ hai từ trong chăn chui ra tới, trừng lớn đôi mắt nhìn ghế trên kiều chân bắt chéo lăng hàm, hỏi. Ai? Lăng lăng, ngươi như thế nào biết? lăng hàm cười lạnh một chút từ từ kể ra ngày đó ta đi văn nghệ bộ tìm ngươi ở hành lang đụng tới hắn lúc ấy ta không cẩn thận đụng phải hắn một chút hắn cư nhiên cùng ta nói đồng học thực xin lỗi ta biết ngươi trộn tới xem qua ta rất nhiều lần nhưng là ta thật sự không thích nam nhân lúc ấy ta mẹ nó thiếu chút nữa đánh người ta đi văn nghệ bộ đều là tìm ngươi cùng hắn có nửa mau tiền quan hệ a à, bệnh tâm thần đi Đừng nói lão tử mẹ nó không thích nam nhân, chính là thích, cũng không tới phiên hắn. Thẩm điềm tuy rằng ngày thường cùng lăng hàm chi gian quan hệ thực khẩn trương, nhưng sự tình quan liễu trừng tâm tình cảm vấn đề, nàng vẫn là đến biểu hiện đến ra sức một chút, vì thế phụ họa nói. Nói như vậy, hắn khẳng định là có bệnh A, à, tâm tâm, ngươi chạy nhanh nói nói, ngươi cùng hắn chi gian đến tột cùng là chuyện như thế nào. Liễu trừng tâm liền một năm một mười mà đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho lăng hàm cùng thẩm điềm, cũng nói ra chính mình lo lắng. Vốn dĩ ta chỉ là cảm thấy hắn có điểm tự luyến, bất quá nghe xong lăng lăng vừa rồi nói kia sự kiện, hắn giống như thật sự có điểm không quá bình thường. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta môn bắt buộc kia quyển sách mặt sau có một loại tự luyến hình rối loạn nhân cách ta trong lúc vô ý phiên đến quá. Cái kia, hắn sẽ không chính là đi. Nghe Liễu Trừng Tâm như vậy vừa nói, thẩm điềm chạy nhanh phiên thư. Tự luyến hình rối loạn nhân cách là một loại thường bị hiểu lầm phức tạp rối loạn nhân cách, cơ bản đặc thù là đối tự mình giá trị cảm khuếch đại. Ở bị chẩn bệnh vì tự luyến hình rối loạn nhân cách thân thể trung, 50% đến 75% là nam tính. Bọn họ đối tự thân có không gì làm không được cảm giác, làm ra một chút thành tích sau liền cho rằng chính mình chính là ưu tú nhất bọn họ luôn là trầm mê ở đối thành công, quyền lực, tài văn chương cùng tình yêu trong ảo tưởng, tin tưởng chính mình là độc nhất vô nhị, có cao quý huyết thống, sở hữu khắc phái, thậm chí đồng tính, đều sẽ yêu chính mình, đọc được nơi này, ba người cho nhau trao đổi ánh mắt. Này bệnh trạng nói còn không phải là tạ phong nam bản nhân sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Tự luyến hình rối loạn nhân cách Tam. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 60 Tự luyến hình rối loạn nhân cách, Tam, thẩm điềm cái thứ nhất che lại chính mình ngực, một bộ đại kinh thất sắc bộ dáng, nói Ta thiên, không nghĩ tới chúng ta bên người thế nhưng cất giấu một cái, bệnh tâm thần. Tâm tâm, làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ hắn đây là coi trọng ngươi, ngươi nhưng đến cách hắn xa một chút. Liễu Trừng Tâm cũng có chút không biết làm sao, nhắm chặt đôi môi không nói một lời mà nhìn lại thẩm điềm ngây thơ lộc trong mắt tràn đầy đang chéo bất lực tuy rằng tâm lý bệnh tật người bệnh nàng thường thấy có cũng đích xác phi thường dọa người tỉ như rối loạn tâm thần người bệnh nhưng là những cái đó đều là nàng ông ngoại hoặc là phụ thân người bệnh nàng hiểu biết không thâm đây là nàng lần thứ hai ở trong sinh hoạt gặp phải có nghiêm trọng tâm lý chướng ngại người cái thứ nhất còn lại là mẫu thân mẫu thân chết đã làm liễu trừng tâm kiến thức tới rồi tâm lý bệnh tật đáng sợ, cho nên nàng chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều phải kháng cự cùng tạ phong nam có tiến thêm một bước tiếp xúc. Lăng hàm rốt cuộc so các nàng hai cái lá gan đại, an ủi liễu trừng thầm nghĩ. Đừng sợ, tâm tâm, dù sao hai người các ngươi lại không thật yêu đương, lần sau hắn lại đến tìm ngươi ta giúp ngươi nói với hắn rõ ràng. Còn có, về sau văn nghệ bộ có chuyện gì ngươi cũng trốn tránh hắn điểm, đừng lại cùng hắn đơn độc tiếp xúc thật sự không được ta liền mỗi ngày bồi ngươi thẩm điềm cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp nhưng là nàng lại không hy vọng lăng hàm bởi vậy cùng liễu trường tâm đi được càng gần vì thế phụ họa nói ta cũng bồi ngươi tâm tâm cùng lắm thì ta không đi ngoại liên bộ có hai chúng ta đưa ngươi tả hữu hộ pháp bảo đảm cái kia bệnh tâm thần tiếp cận không được ngươi liễu trường tâm phi thường cảm động từ trên giường bò xuống dưới một tay một cái ôm lấy Lăng Hàm cùng Thẩm Điềm, cảm kích mà nói. "Lăng Lăng, Điềm Điềm, cảm ơn các ngươi, có các ngươi thật tốt." Lăng Hàm không quá thói quen cùng người có quá thân mật thân thể tiếp xúc, nhưng là Liễu Trừng Tâm này một ôm nàng thế nhưng ngoài dự đoán mà cũng không phản cảm, còn theo bản năng mà duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng làm đáp lại. Thẩm Điềm còn lại là trước sau như một mà ngoài miệng mạt mật, đối Liễu Trừng Tâm nói: khách khí cái gì sao ngươi là ta tốt nhất bằng hữu vô luận phát sinh chuyện gì ta đều sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi lúc này liễu trường tâm đặt ở trên bàn di động chấn một chút là một cái tin nhắn nàng cầm lấy tới vừa thấy nhanh chóng sắc mặt lại trầm đi xuống làm sao vậy lại là hắn lăng hàm nhạy bén mà đã nhận ra liễu trường tâm tình tự biến hóa hỏi liễu trường tâm gật gật đầu đem điện thoại cấp lăng hàm cùng thẩm điềm nhìn. Trừng tâm, ta ở ngươi ký túc xá hạ. Ngắn ngủn chính tự, lăng hàm tự hồ có thể cảm giác được chúng nó tựa như chính khối trầm trọng đại thạch đầu, không lưu tình chút nào mà đè ở liễu trừng tâm trong lòng. Thẩm điềm không nói chuyện, đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua. Các nàng phòng ngủ ở nhị tầng, có thể rất rõ ràng mà nhìn đến tạ phong nam liền đứng ở phía dưới đất trống thượng cũng ở ngẩng đầu nhìn các nàng cửa sổ. Thẩm Điềm chạy nhanh lui ra phía sau hai bước, quay đầu lại cau mày ra bên ngoài chỉ chỉ, ý bảo Liễu Trừng Tâm người liền ở nơi đó. Liễu Trừng Tâm tuy rằng biết sớm hay muộn đều phải cùng hắn giáp mặt giải thích rõ ràng, nhưng là hiện tại nàng thật sự còn không có cổ đủ dũng khí. Hôm nay tạ phong nam những cái đó không thể hiểu được hành động cho nàng mang đến kinh hách còn không có quá mức nghi, nàng thật sự không nghĩ hiện tại lại đi đối mặt hắn. Vì thế, nàng cho hắn trở về một cái tin tức thực xin lỗi, ta còn là không quá thoải mái, không thể xuống lầu gặp ngươi, cảm tạ quan tâm. thực mau, Tạ Phong Nam tin nhắn lại tới nữa, cho ngươi mua thuốc tiêu hóa cùng hoắc hương chính khí thủy, ngươi không xuống dưới ta đây cho ngươi đưa lên đi. Liễu Trừng Tâm chạy nhanh hồi hắn. không cần không cần, ta uống thuốc xong, ngươi đừng lên đây. nhưng là Tạ Phong Nam lại không thuận theo không buông tha. ta kỳ thật chính là muốn gặp ngươi, chờ ta. Liễu Trường Tâm không có biện pháp, đem điện thoại lại đưa cho Lăng Hàm, xin giúp đỡ mà nhìn nàng. Trong tiềm thức, nàng vẫn là tín nhiệm Lăng Hàm nhiều một chút. Lăng Hàm nhanh chóng quét xong tin nhắn, nắm lên trong phòng máy bàn liền cấp túc quản thất bác qua đi. Quy, túc lão sư, ta là 0210 Lăng Hàm, trong chốc lát có người muốn đi lên tìm chúng ta phòng Liễu Trường Tâm, làm ơn ngài đừng phóng hắn tiến vào hảo sao. Ân, đối, là cái nam sinh. Liễu Trừng Tâm nhìn Lăng Hàm lưu loát mà buông điện thoại, sùng bái chi tình đột nhiên sinh ra. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đem túc quản lão sư dọn ra tới. Ngày thường các nàng nữ tẩm tuy rằng cho phép nam sinh đăng ký thuyết minh ý đồ đến lúc sau tiến vào, nhưng là túc quản lão sư có tuyệt đối quyền uy không cho phép bọn họ tiến, đôi khi thậm chí chỉ là xem tâm tình mà thôi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liễu trừng tâm di động lại tới nửa tin nhắn. Trừng tâm, Sao lại thế này? Túc quản lão sư không cho ta đi vào, vừa rồi cái kia điện thoại có phải hay không ngươi đánh? Liễu Trừng Tâm từ kết cục cái kia dấu chấm than thượng mẫn cảm mà nhận thấy được Tạ Phong Nam tự hồ sinh khí, đại khái vừa rồi lăng Hàm gọi điện thoại thời điểm hắn liền ở Túc quản lão sư bên cạnh, cho nên tưởng nàng cố ý không cho hắn tiến vào. Nàng xác không nghĩ thấy hắn, nhưng cũng không dám chọc bực hắn bởi vì hiện tại ở trong mắt nàng hắn chính là cái có rối loạn nhân cách tâm lý bệnh tật người bệnh, thập phần nguy hiểm. Đúng lúc này, dưới lầu mơ hồ truyền đến một trận tiếng la. Liễu, Trừng, Tâm, ta, ái, ngươi. Thanh âm này vừa nghe chính là Tạ Phong Nam, Liễu Trừng Tâm tức khắc ngốc. Làm gì vậy? Hắn điên rồi. Liền tính tưởng bước ta xuống lầu, cũng không cần thiết dùng loại này cực đoan phương pháp đi cái này làm cho ta về sau còn như thế nào ở trong trường học hỗn. Nàng chạy nhanh đi đến cửa sổ, thấy tạ phong nam liền ở trước mắt bao người đối với các nàng phòng ngủ cửa sổ phương hướng lớn tiếng kêu. Liễu trừng tâm, ta yêu ngươi. Ta biết ngươi cũng yêu ta, ta đáp ứng làm ngươi bạn trai còn không được sao. Họa tào, hắn còn có xấu hổ hay không? Nghe được tạ phong nam nói, lăng hàm không bình tĩnh, vén tay áo hùng hùng hổ hổ liền phải đi xuống lầu đánh người thẩm điềm cũng một bộ xem thế là đủ rồi bộ dáng, đối liễu trường tâm nói. Hắn chiêu này thật tàn nhẫn, bước ngươi đi xuống không nói, còn làm tất cả mọi người cho rằng, ngươi là bởi vì hắn không đáp ứng làm ngươi bạn trai mới sinh khí không thấy hắn. Lúc này, ngươi không ra đi giáp mặt làm sáng tỏ là không được. Liễu trường tâm đã không có tâm tư tưởng cái này, bởi vì nàng cần thiết giữ chặt bạo tính tình lăng hàm, không thể làm lăng hàm cùng tạ phong nam đánh nhau. Vô luận thắng thua, cùng tạ phong nam loại này tâm lý không kiện toàn người gian thượng đối lăng hàm tới nói đều không có bất luận cái gì chỗ tốt nàng không thể làm bằng hữu bởi vì nàng mà mạo hiểm lăng lăng đừng như vậy ta đi ta đây liền đi theo hắn hảo hảo nói rõ ràng ngươi đừng nóng giận liễu trường lòng đang hành lang ôm lấy lăng hàm eo kiệt lực ngăn cản nàng đi theo tạ phong nam liều mạng thẩm điềm cũng theo ra tới tượng trưng tính mà giúp liễu trường tâm lôi kéo lăng hàm nhưng trong lòng kỳ thật rất chờ mong nhìn đến lăng hàm bởi vì đánh nhau chịu điểm cái gì xử phạt. Hành lang xem náo nhiệt người không ít, đại bộ phận là bị vừa rồi tạ phong nam ở dưới lầu, thông báo, cấp chấn ra tới, này trong đó liền có văn nghệ bộ bộ trưởng cùng nàng cái kia đồng lõa. Chuyện này các nàng là người khởi xướng, hiện tại nháo đến lớn như vậy, đương nhiên muốn ra tới nhìn xem liễu trường tâm chê cười. Liễu học muội đây là làm sao vậy? Yêu đương là ngươi cùng tại đồng học Việt Tư, cần thiết làm cho như vậy mọi người đều biết sao. Trường học tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng cũng không đề xướng A, à, tạo thành như vậy ác liệt ảnh hưởng, về sau ta còn như thế nào đem văn nghệ bộ giao cho ngươi. Văn nghệ bộ trưởng đứng ở liễu trường tâm phía sau, giả bộ mà nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.